một cái môn học khá là thú vị trong hướng thống kê, đó là Markov chain môn Takaklo. Thì tôi cũng hy vọng là trong một cái nói chung thì đây cũng không hẳn là một cái khóa học, mà nó chỉ là hai cái buổi nói chuyện ngắn thôi. Tôi hy vọng là tôi có thể giới thiệu tới các bạn một cái ngành học khá là thú vị và quan trọng ở trong ngành thống kê. Và cũng như thầy Bình đã nói thì sau hai buổi này thì tới khoảng 4 giờ chiều là tôi cũng cái này thì nó cũng nói chung là tôi cũng khi mà tôi đang công tác ở bên Canada thì tôi mới phát hiện ra rằng là hồi hồi xưa thì tôi học tiến sĩ ở Mỹ, sau khi tôi qua Canada tôi làm việc thì tôi mới phát hiện ra cái hệ thống học tiến sĩ ở bên Canada thì nó có hơi khác biệt so với Mỹ một tí. Cho nên là lần này tôi về tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một cái cơ hội khác, với một cái cơ hội khác, đó là một cái cơ hội đi học ở Canada. Thì tôi muốn giới thiệu là nếu mà muốn đi học ở Canada và đặc biệt là ở trường tôi thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì và có những cái cơ hội nó khác với những cái nơi khác như thế nào. Thì tôi cũng hy vọng là có thể thấy được một số các bạn xem xét rằng là Canada như một cái cơ hội khác so với những cái nơi khác như châu Âu hay Mỹ. Rồi thì rồi thì chúng ta quay lại cái buổi học hôm nay thì tôi dự định là sẽ có 4 phần. Thì Malcolm Jamal Takaclo thực sự nó là một cái hướng nghiên cứu nhỏ và thuộc về một cái hướng nghiên cứu gọi là hướng thống kê base. Thì về thống kê có hai cái hướng nghiên cứu chính và cũng là quan trọng nhất trong ngành thống kê, đó chính là hướng thống kê tiếng Anh là frequentist, nhưng mà tôi tạm gọi nó là hướng thống kê cổ điển và hướng thống kê base. Thì để mà học về Markov chain môn Takaclo thì tôi nghĩ rằng là điều cần thiết là trước tiên chúng ta phải hiểu về cái hướng thống kê nghiên cứu cổ điển trước, và sau đó là tôi sẽ sau đó tôi sẽ giới thiệu tổng quan về hướng nghiên cứu base, và sau đó tôi sẽ đi vào một số chi tiết cụ thể, đó là như thế nào là Markov chain Monte Carlo và làm sao chúng ta có thể dùng những cái phương pháp Markov chain Monte Carlo để mà làm phân tích dữ liệu bằng phương pháp Bayes. Và cuối cùng thì tôi cũng nếu như có thời gian thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các cái phương pháp mà khác ngoài Markov chain Monte Carlo để mà nghiên cứu phân tích dữ liệu mà dùng Bayes nhưng mà không dùng Markov chain Monte Carlo. Rồi thì chúng ta bắt đầu về hướng nghiên cứu thống kê cổ điển. Thì về thế nào là một chuyên nghiên cứu thống kê, thì trước tiên đối với thống kê chắc là tôi đứng lên cho nó. Thì về thống kê thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng một cái bộ dữ liệu, đó là chúng ta thu thập dữ liệu ở ngoài xã hội, và chúng ta muốn nghiên cứu về một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như là chúng ta nghiên cứu rằng là bây giờ nếu mà có hai người đang tranh cử tổng thống thì người nào sẽ có khả năng thắng ở tương lai hơn, thì chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta lấy dữ liệu, chúng ta nói chuyện với nhiều người và chúng ta coi rằng là ý kiến của họ như thế nào về hai cái người đó. Thì từ đó chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta có thể xây dựng cái mô hình thống kê để mà thể hiện rằng đó là ai sẽ là người có khả năng thắng cử vào tương lai, và chúng ta hy vọng rằng đó là cái ước lượng của chúng ta là chính xác. Vì thì như thế nào đó là chính xác, ở trong thống kê chúng ta có một cái định nghĩa đó chính là consistency, thì có nghĩa rằng là nếu chúng ta ước lượng một cái đại lượng nào đó trong cái mô hình của chúng ta thì chúng ta hy vọng rằng nếu chúng ta thu thập càng nhiều dữ liệu thì cái ước lượng chúng ta càng tiến về cái giá trị chính xác của cái tương với mô hình chúng ta gọi là delta sai. Và ngoài ra là bởi vì thu thập dữ liệu quá thì chúng ta không bao giờ thu thập được vô hạn dữ liệu, cho nên lúc nào chúng ta cũng chỉ có một số vô hạn các dữ liệu trong tay thôi. Thì như vậy đó, ngoài cái việc mà chúng ta muốn nói rằng là chúng ta có thể ước lượng cái giá trị đó chính xác như thế nào, chúng ta cũng muốn nói rằng là cái sai số, cái khoảng cách giữa cái ước lượng của chúng ta cho tới cái hiện thực đó là nó bao nhiêu. Thì một cái cách để mà xác định điều đó thì chúng ta muốn xây dựng một cái gọi là khoảng tin cậy. Khoảng tin cậy có nghĩa là khoảng tin cậy chính là một cái khoảng thôi, nó là hai con số và hai con số này thuộc vào cái dữ liệu chúng ta xây dựng một cái bộ dữ liệu chúng ta thu thập được.
thì chúng ta hy vọng rằng đó là cái xác suất mà cái giá trị thực nó thuộc vào cái khoản này đó là đạt được ít nhất 95%, thì khi đó là chúng ta có thể tự tin rằng là cái ước lượng chúng ta đó là nó sẽ thuộc vào cái khoản kinh tế với xác suất tương đối cao. Thì thì có những cái phương pháp để mà xây dựng khoản kinh tế này, một trong các phương pháp đó là dựa vào cái tính chất gọi là asymptotic normality. Asymptotic normality nếu mà muốn dịch ra theo sát nghĩa thì có nghĩa là nếu như mà chúng ta có đủ nhiều dữ liệu đó, thì cái phương pháp và ước lượng chúng ta thường thường nó sẽ theo một cái phân phối và phân phối chuẩn hoặc là một phân phối Gaussian. Thì khi đó đó thì chúng ta sẽ xây dựng khoản tin cậy dựa vào cái phân phối chuẩn đó để mà nó có thể đạt được cái độ tin cậy ít nhất là 95%. Thì một trong cái thì một trong cái phương pháp mà nghiên cứu phổ biến mà được mọi người dùng nhiều nhất hiện nay á, đó chính là phương pháp cực đại hàm Langevin, có thể là nhận định đại khái như vậy. Thì thế nào nghĩa là hàm Langevin á, đó là thì các bạn nhớ rằng đó là ở phần trước tôi có mô tả rằng là khi mà chúng ta có dữ liệu á, thì điều đó chưa đủ để chúng ta có thể phân tích được cái dữ liệu đó, mà việc tiên quyết đầu tiên là chúng ta phải xây dựng một cái gọi là mô hình thống kê, mô hình xác suất. Cái mô hình đó nó thể hiện rằng đó là cái dữ liệu của chúng ta cái xác suất xảy ra là bao nhiêu. Thì cái như vậy đó, thì khi mà chúng ta có dữ liệu á, thì nếu như mà chúng ta sử dụng một cái mô hình gọi là mô hình để quay lại căn trước để nhớ nó. Đây, thì mô hình thống kê có nghĩa là chúng ta nói rằng là dữ liệu của chúng ta nó có cái xác suất xảy ra là bao nhiêu nếu như mà cái biến ước lượng của chúng ta có giá trị là theta. Ví dụ một ví dụ cụ thể đi, đó là ví dụ như chúng ta muốn nghiên cứu coi là cái độ cao trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu, đúng không? Thì nếu chúng ta đi ra ngoài xã hội, chúng ta thu thập là chúng ta đo coi là dữ liệu đang cao bao nhiêu, thì bây giờ làm sao để chúng ta ước được độ cao trung bình như thế nào? Thì nếu mà chúng ta muốn như vậy thì trước tiên chúng ta phải có một cái giả sử. Thì giả sử đó theo nghĩa nào đó, nếu theo mình ok, chúng ta giả sử rằng đó là người Việt Nam có một cái độ cao và độ cao trung bình, và giá trị đó là theta, đó chính là độ cao trung bình của người Việt Nam, đúng không? Nhưng mà đương nhiên là mọi người Việt Nam đều không thể cao với giá trị là theta được, đúng không? Tại vì là mọi người thì đều có độ cao khác nhau. Và như vậy đó, thì một cái giả sử chúng ta nói rằng là nếu mà độ cao trung bình của người Việt Nam là theta, thì với một người cụ thể độ cao của họ sẽ là theta với một cái sai số nào đó. Và nếu chúng ta giả sử rằng cái sai số đó là theo một cái phân phối gọi là phân phối chuẩn, thì có nghĩa là cái phân phối chuẩn thì nó sẽ làm cho chúng ta biết rằng là với một người có độ cao á sẽ theo một cái phân phối chuẩn với cái độ trung bình của theta. Một ví dụ cụ thể như vậy. Thì như vậy nếu mà chúng ta có thể ước giá trị theta, thì có nghĩa là chúng ta ước được giá trị trung bình cụ thể của độ cao của người Việt Nam. Ví dụ như là nếu như mà giá trị độ cao trung bình của người Việt Nam là 1m7 đi, thì mỗi người chúng ta đều có thể cao khoảng 1m7 và một sai số nào đó xung quanh cái độ cao 1m7 như vậy. Thì nếu mà như vậy á, thì mà khi mà chúng ta muốn ước được cái giá trị độ cao trung bình theta đó, đúng không? Thì chúng ta mới đi ra ngoài, chúng ta thu thập dữ liệu. Thì chúng ta thu thập được rất nhiều dữ liệu. Giả sử như bây giờ chúng ta thu thập rất nhiều dữ liệu mà tất cả mọi người đều cao hơn 1m7, thì khi đó chúng ta mới thấy rằng là nếu như độ cao trung bình của người Việt Nam là 1m7, thì tại sao khi chúng ta đi ngoài, chúng ta đi thu thập dữ liệu mọi người đều, chúng ta được thấy mọi người cao hơn 1m7 được? Không, tại vì giả sử chúng ta là nếu độ cao trung bình là 1m7 thì sẽ có người cao hơn và có người thấp hơn, người nó phải xung quanh giá trị 1m7 đó. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta thấy rằng là giá trị 1m7, cái xác suất sẽ xảy ra nó sẽ thấp hơn là một cái giá trị nào đó khác, đúng không? Tại vì nếu giá trị là 1m7 thì những người chúng ta đo phải đây để ví dụ nếu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đo mọi người đều là 1m71, 1m72, 1m75, để chúng ta đo lần thôi, đúng
Thì bây giờ nếu câu hỏi của chúng ta hỏi rằng là vậy thì số ca trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu? Mọi người có thể thấy được cái này không? Đúng không? Thì chúng ta suy nghĩ nè. Nếu chúng ta xây dựng một cái mô hình. Ok. Thì ở đây thế nên tôi sẽ cố gắng giảng giải ý nghĩa của maximum likelihood, cái phương pháp là ước lượng trung đại hàm likelihood. Thì ở đây á thì tôi sẽ cố gắng né tránh những cái định nghĩa cụ thể của mấy cái phân phối này, nhưng mà giả sử như chúng ta muốn sử dụng một cái mô hình thống kê, chúng ta nói rằng là độ cao trung bình của người, thì nó rất là hợp lý nếu như đã là độ cao trung bình á thì những người Việt Nam chúng ta đo nó nên có người cao hơn và có người thấp hơn, như vậy nó gọi là độ cao trung bình, đúng không? Như vậy thì cái việc là độ cao trung bình á, nếu chúng ta đo được ba người là 1m71, 1m72, 1m73, như vậy thì gọi là có nghĩa là độ cao trung bình là 1m7 so với độ cao trung bình là 1m73. Thì hai giá trị này, giá trị nào có vẻ như là nó sẽ có xác suất xảy ra cao hơn? Thì nó đang là 1m73, đúng không? Tại vì đã là độ cao trung bình đó thì nên là có người cao hơn và người thấp hơn. Thì theo nghĩa nào đó, cái xác suất để mà độ cao trung bình, cái xác suất mà chúng ta đo ba người với ba giá trị này tương với độ cao trung bình 1m7 thì nó phải thấp hơn là xác suất là chúng ta đo ra ba giá trị này mà độ cao trung bình 1m73, đúng không? Đó là dựa vào cái mô hình của chúng ta. Thì đó cái ý nghĩa của cái phương pháp cực đại đang muốn tôi nói rằng là cái giá trị nào chúng ta muốn ước lượng và dẫn đến rằng á là cái xác suất của việc đa cái dữ liệu chúng ta thu thập được nó xảy ra cao hơn, thì cái ước lượng đó nó nên chính xác hơn. Tôi hy vọng là các bạn có thể thấy được cái ý nghĩa của cái phương pháp này, đúng không? Thì nếu chúng ta đào ba giá trị này và cái câu hỏi chúng tôi sẽ đặt là độ cao trung bình người Việt Nam nên là 1m7 và 1m73, thì nó rất là hợp lý, chúng ta nói rằng 1m72 có vẻ như là nó là một cái giá trị ước lượng tốt hơn. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái phương pháp cực đại hóa hàm likelihood. Thì cái ý nghĩa nó là như vậy. Thì cái việc phương pháp này nó rất là đơn giản. Chúng ta đặt một cái mô hình thống kê, xong đó chúng ta đi thu thập dữ liệu, xong rồi chúng ta dựa vào cái mô hình đó, chúng ta có thể tính được cái gọi là xác suất xảy ra của dữ liệu này tương với cái giá trị ước lượng của cái mô hình chúng ta là cái giá trị chúng ta chưa biết, đúng không? Đó chính là cái độ cao giá trị chưa biết. Mà chúng ta tính được là tính một giá trị thôi, chúng ta tính được cái xác suất đó, và chúng ta nói rằng đó là cái ước lượng chúng ta muốn ước lượng á thì sẽ chính là giá trị làm cho cái xác suất này cao nhất. Thì đó chính là cái ý chính của cái phương pháp cực đại hàm likelihood. Thì nó rất là hợp lý, đúng không? Nếu mà chúng ta suy nghĩ về nó thì nó rất là một cái ý nghĩa rất là hợp lý. Và cái phương pháp này không những là nó cái tính hợp lý của nó rất là cao, mà người ta còn chứng minh bằng lý thuyết rằng là nếu như cái mô hình chúng ta đặt ra, mô hình thống kê chúng ta đặt ra là đúng, có nghĩa là chúng ta phải có giả sử, đúng không? Làm toán thống kê là toán, nhưng mà dùng lý thuyết đó, nó nói rằng là giả sử như là cái mô hình thống kê chúng ta đặt ra là chính xác, thì cái phương pháp cực đại hàm likelihood này nó sẽ có một cái tính chất gọi là asymptotic normality. Có nghĩa là gì? Hồi nãy tôi có giải thích sơ qua, đó có nghĩa là khi mà số dữ liệu n này chính là cái số dữ liệu của chúng ta, số lượng dữ liệu chúng ta cũng làm được, khi mà n này á nó tiến ra vô cùng thì cái phân phối của cái nghĩa là cái phân phối của cái ước lượng mà chúng ta dùng cái phương pháp cực đại likelihood này nó sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn ở xung quanh cái thì tôi ghi như thế này, các bạn có thể có hình dung, nhưng mà
Thì khi mà tôi ghi như thế này thì nó hơi khó chịu, nhưng mà nếu như mà tôi ghi như thế này thì các bạn có thể sẽ thấy rõ hơn. Đó chính là nó sẽ tiến về. Có nghĩa là khi mà số liệu dữ liệu của chúng ta tiến ra vô cùng đó, thì cái ước lượng sử dụng phương pháp cực đại hàm lại mức nó sẽ xấp xỉ một khối lượng với cái giá trị kỳ vọng, nó chính là cái giá trị delta xa, tức là giá trị thật mà chúng ta muốn được. Ví dụ như là đây chính là độ cao trung bình thật sự của người Việt Nam. Đại maximum thì gọi là max. Phương pháp này mình phải lấy cực đại. Nhắc nghe. Thì cái lý thuyết này rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó nói với chúng ta rằng đó là nếu chúng ta muốn làm gì đó, muốn sức lực của cánh đạt sự, chúng ta chỉ cần phải lấy rất là nhiều dữ liệu. Sau đó chúng ta dùng cái phương pháp cực đại một bước này. Thì khi mà số lượng người đủ lớn thì cái giá trị này, giá trị mà chúng ta ước lượng nó sẽ rất là gần một giá trị. Bởi vì vậy cho nên là phương pháp cực đại hàm lại mức này là một phương pháp tuy là rất lâu đời nhưng mà người ta vẫn dùng cho tới hiện nay. Cái phương pháp thực sự là có thể gọi là state of the art của ngành thống kê và được ứng dụng rất nhiều trong tất cả các ngành khác, và cũng rất là khó để mà có thể đánh bại được nó bởi vì cái tính chất của nó rất là tốt. Bởi vì hàm chuẩn, hàm phân phối chuẩn này chính là một cái hàm rất là quen thuộc. Chúng ta có thể tính toán được xác suất của cái hàm này, điều đó nó rất là quan trọng. Thì một cái hệ quả chính là nếu mà cái phân phối của theta hat ml này này, đó là phân phối chuẩn, thì hiển nhiên là cái việc xây dựng con rồng interval nó sẽ rất là đơn giản. Bởi vì như tôi đã nói đó là nếu như cái khe n đủ lớn á, thì đây chính là phân phối chuẩn, chúng ta rất là dễ dàng có thể tính được cái xác suất theta hat ml phụ thuộc vào một cái hàm này là bao nhiêu. Nếu đây là phân phối chuẩn thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Đó là lý do tại sao á, mà cụ thể hơn rằng á là nếu để cái này ok, cái này thì nó hơi căng thẳng nhưng mà tôi thì đảm bảo rằng mọi người đều hiểu á, thì tôi sẽ giải thích luôn. Phân phối chuẩn á, hình như sau này tôi có cái hình này, nhưng mà phân phối chuẩn là một cái phân phối dạng người ta gọi là dạng cái chuông. Thì đây chính cái hàm gọi là hàm phân phối của phân phối chuẩn, thì nó là dạng cái chuông, và cái tâm của cái chuông nó chính là giá trị kỳ vọng của nó. Thì thường là để mà tính được cái xác suất này bằng 95% á, thì chúng ta sẽ cắt cái hàm phân phối chuẩn này tại hai cái điểm người ta gọi là cái điểm nếu như mà đây là phân phối chuẩn mà là không được, thì nếu như đây phân phối chuẩn là tâm là không thì cái việc tâm ở đâu không quan trọng, thì mình có thể dịch chuyển nó được. Thì nếu tâm là không và cái này gọi là kỳ vọng là phương sai cũng là một á, thì nếu mà chúng ta lấy điểm là 1.96 và đây là trường 1.96, thì cái diện tích ở bên trong này đó chính là 95%. Đây chính là 95%. Thì đó là lý do tại sao á mà số 1.96 đây xuất hiện ở đây và
Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có số 196 ở đây. Và đây cũng nó chẳng qua là tại vì phân phối này á là có phương sai là 1, cho nên là chúng ta phải chia cái phương sai của cái này để đại khái được. Nhưng mà nói chung là cái này cũng không phải là cái mục tiêu chính của cái buổi học hôm nay, nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn nói rằng đó là cái phương pháp thống kê của điểm một pháp rất là mạnh. Và tôi chứ nó rất là dễ để làm, bởi vì là nó là một cái công thức cụ thể mà chúng ta có tính toán được bằng máy tính hoặc bằng tay trong một số trường hợp cụ thể. Thì cái phương pháp này không những là nó dễ tính mà nó còn rất mạnh ở chỗ là có cái liên huyết để mà giải thích tại sao nó thành công. Và cái liên huyết đó nó còn mạnh ở một chỗ nữa, đó chính là cái xác suất mà nó hội tụ về, nó chính là một phân phối chuẩn, là một phân phối rất là quen thuộc của những người làm thống kê. Và phân phối chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Cho nên là đó là một cái ý thức rất là mạnh. Mọi người có chuẩn bị. Năm nay có bạn hỏi là cái thầy ta hay thì cái gì? Cái thầy ta ở đây thì tại tôi cũng đáng lẽ tôi nên làm cụ thể hơn, nhưng mà ở trong trường hợp tổng quát á thì theta nó là một vector chứ nó không phải là một số. Nó là một vector. Ở đây tôi có ký hiệu đó là một vector đa chiều. Thì khi mà xây dựng cái gọi là khoảng tinh cậy á, thì thực ra chúng ta chỉ xây dựng khoảng tinh cậy cho những số con số thôi. Cho nên lý do ở đây á, tôi xây dựng khoảng tinh cậy này chính là khoảng tinh cậy cho từng cái tọa độ, tức là một vector thì nó gồm nhiều thành phần. Thì đây là i, chính là thành phần thứ i trong cái vector theta đó. Thì ở đây chúng ta xây dựng cho khoảng tinh cậy cho cái thành phần thứ i thôi. Thì nếu vector có d thì chúng ta phải xây dựng d khoảng tinh cậy cho mỗi thành phần tương ứng của cái theta đó. Như, ví dụ cụ thể là giống như là chúng ta đi nghiên cứu về độ cao trung bình của con người đi, của người Việt Nam đi, thì chúng ta có thể là vừa ước lượng độ cao trung bình của nam và ước lượng độ cao trung bình của nữ, thì có hai thành phần. Như vậy thì chúng ta muốn là có theta một chính là độ cao trung bình của nam và theta hai là độ cao trung bình của nữ. Các bạn có câu hỏi nào khác? Các bạn ở đây có câu hỏi nào không? Thì các bạn nhảy lên đây. Em có đây câu hỏi, chúng tôi hỏi trực tiếp nha. Cái này là mỗi lần ấy nó lại xuất hiện. Tại vì đây chính là cái ví dụ hồi nãy mà tôi đề cập tới, có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn nghiên cứu cái độ cao trung bình của người ở đây là của đàn ông Việt Nam đi, mà chúng ta giả sử cái độ cao trung bình đó là nhiêu, thì cái dữ liệu của chúng ta là chúng ta đi ra ngoài chúng ta đo đạc, những người ở đây có nghe mê thì chúng ta có thể đo chỉ đo nghe là bao nhiêu, thì chúng ta đo n, n chúng ta có x một x hai x n để như là chiều cao. Thì bây giờ chúng ta xây dựng một mô hình thống kê cho nó, thì giống như hồi nãy tôi mô tả ở đây thì cũng là chúng ta xây dựng mô hình đó là một người thì có độ cao á, là đó là có khối chuẩn xung quanh cái giá trị độ cao trung bình thực sự của người Việt Nam với một cái phương sai nó không biết square. Thì đây chính là cái hình của một cái khối chuẩn. Khối chuẩn thì có những cái hình giống như là cái chuông đó. Thì cái tâm cái chuông đó chính là giá trị mu thôi, ví như là bên từ 2 đến 10. Đó cái phương sai, thì phương sai nó càng lớn thì cái chuông càng bự. Tại vì sigma square là phương sai, phương sai nó thể hiện rằng là cái phân phối đó nó có tập trung xung quanh cái giá trị kỳ vọng hay không. Thì phương sai càng lớn thì nó càng xa kỳ vọng, tức là nó có nhiều giá trị xa kỳ vọng, và nếu mà phương sai nhỏ thì kia mọi cái gì nó rất gần kỳ vọng. Thế nên là các em có thể thấy được chỗ này là chúng ta square là 1 thì nó sẽ nhỏ rồi, chúng ta square là 5 thì cái chuông nó bự ra. Thì phân phối chuẩn thì rất là hay. Ở đây tôi đang lại thấy, nhưng mà tại sao người ta gọi là phân phối chuẩn? Cái lý do đó là với tiếng Anh là normal distribution. Thì tại vì thực sự nó là phân phối bên rất thường thấy trong thực tế. Có thể là các em không, tôi không đang này tôi nên có cái ví dụ đây, nhưng mà các em sẽ rất là bất ngờ nếu mà các em thấy ví dụ như là lần trước tôi thấy trên báo Việt Nam đó là điểm thi của điểm thi đại học môn toán này. Em mà lấy điểm thi đại học môn toán của một năm nhất định của Việt Nam, em mà plot nó lên em sẽ thấy nó là gần như là cái chuông. Có điều rất là đặc biệt.
Nếu em chú ý thì thấy là rất nhiều trường hợp là nó theo cái không có sửa cái chuông, bởi vậy cho nên người ta gọi là không có chuẩn, bởi vì là không xảy ra. Và một cái điều nữa đó là cho dù nó không xảy ra thì cái lý thuyết nói rằng trang trước quay lại cũng được. Cái lý thuyết nói rằng đó là nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp cực đại ambiguous thì nó cũng không được một cái chuẩn như thôi. Thực sự là cho dù nó không xảy ra, nó không có chuẩn, thì nếu em lấy đủ data thì số lượng em nó sẽ không có chuẩn. Thế nên phân phối chuẩn là một cái phân phối rất là đặc biệt trong thống kê. Đó là chuẩn trong thống kê. Thì cái hàm này là cái hàm phân phối chuẩn. Thì trong thống kê phân phối nó có một cái gọi là hàm phân phối, đúng không? Hàm phân phối thì đây chính là cái hàm phân phối chuẩn. Đó là phân tích như thế này. Nếu các em học rồi thì sẽ thấy nó là em. Thực là cũng không quan trọng lắm, nhưng mà lúc đầu tôi đi thống kê là tôi không có nhận ra được công thức này. Tại tới một hồi từ lâu sau tôi mới nhớ được là công thức nó thực sự là em ngủ là không có scale 1/2 pi. Nhưng mà đại khái đó là cái công thức phân phối của phân phối chuẩn. Rồi bây giờ cụ thể nè phương pháp cực đại hàm likelihood. Đây tôi biết là đây có thể không chọn cái tổng lượng. Và cái chúng ta quay lại cái bài toán hồi nãy nha. Nếu chúng ta đi đo đạt chiều cao của n người, đúng không? Và chúng ta giả sử rằng đó là phân phối là phân phối chuẩn. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta đã có n người rồi thì làm sao chúng ta tính được cái hàm phân phối, đúng không? Likelihood function. Thì likelihood function theo định nghĩa đó, nó chính là xác suất xảy ra của dự định chúng ta, đúng không? Thì xác suất xảy ra dự định chúng ta thì ở đây bởi vì là có một cái quy định, có một cái giả sử ẩn mà tôi quên nói đó. Tôi giả sử rằng là khi chúng ta đi đo đạc đó thì cái cách đo đạc của chúng ta là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có nghĩa là đây tôi sẽ ví dụ thế nào là không ngẫu nhiên thì nó sẽ dễ hơn cái thằng là ngẫu nhiên. Không ngẫu nhiên là thế này. Để đo chiều cao của người Việt Nam, tôi mới ra tôi tìm đội bóng rổ của thành phố Hồ Chí Minh để đo người đó. Thì đó là một ví dụ là cách đo không ngẫu nhiên, tại vì tất cả những cái đó đều phụ thuộc vào một đội bóng rổ, và chúng ta biết là đội bóng rổ rất là cao, cho nên là nếu các em dùng những người đó thì nó không thể hiện được chiều cao của người Việt Nam. Đó là một cách đo không ngẫu nhiên, đúng không? Thì ngay cả hôm nay nếu mà tôi đo tất cả những người trong này á, nó cũng khá ngẫu nhiên nhưng mà nó vẫn không ngẫu nhiên lắm, bởi vì thực sự tôi chỉ đo chiều cao của những người quan tâm tới ngành khoa học điện lực, nó không thực sự là chiều cao của người Việt Nam. Để ngẫu nhiên thì các em phải tìm được những dữ liệu sao cho nó không thực sự là có cái liên quan với nhau. Các em ra đường, các em đo, các em tới những thành phố, các em đo, chứ chỉ đo ở đây thì nó là thành phố độ cao của người ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Cho nên là thực ra việc lấy mẫu cũng là quan trọng, nhưng mà ở đây tôi không bàn những đề đó tại chúng ta không có học được đó. Nhưng mà giả sử như dữ liệu chúng ta đã tốt rồi, không có những cái dữ liệu mà nó không có tốt, thì ở đây những dữ liệu đó là độc lập với nhau. Thì khi mà dữ liệu độc lập với nhau đó, thì xác suất đó là những xác suất của hai biến ngẫu nhiên mà độc lập với nhau thì nó sẽ là tích của lại. Tôi biết là này, nếu các em học thống kê xác suất là thì cái này nó chỉ là tự nhiên, nhưng mà nếu mà không thì các dữ liệu là xác suất xảy ra của tôi biết như thế này thì nó lại ok thì nói chung là xác suất xảy ra của hai biến mà nó độc lập với nhau thì nó thành tích của hai xác suất đó. Nó là tích, thì đó là lý do tại sao á mà xác suất của dữ liệu n dữ liệu chúng ta đo đạt, nếu như n dữ liệu đó là hoàn toàn nó độc lập với nhau á thì nó sẽ là tích của xác suất của từng dữ liệu một, đúng không? Thì là vậy. Bây giờ đây là với một dữ liệu thì có một cái giả thiết mà chúng ta đặt ra đó chính là thì chúng ta đặt ra đó là cái phân phối của chúng ta đo là không có chuẩn, thì không có chuẩn nhớ hồi nãy tôi nói cái công thức của nó là thế này, chúng ta thành ra không nhớ, tuy nhiên mà đại khái đó là một cái hệ số hàng số nó nhân với e mũ cái dữ liệu mà đo từ cho cái nghi vọng xong rồi địa phương đi cho hai lần cái sai, đó là công thức của nó. Đó thì đại khái đó là nếu chúng ta viết ra thì đây chính là hàm likelihood, nó chỉ đơn giản là xác suất dữ liệu chúng ta đo được, những gì đo được tập hợp thì nó thành cái tích ở đây,
Và nếu những dữ liệu chúng ta đo được là không có chuẩn thì chúng ta phân tích không có chuẩn. Đó, thì bây giờ phương pháp được đại hàng này chúng tôi chúng ta muốn tìm mu này và sigma square này sao cho nó làm cái hàm này là cực đại, là lớn nhất. Thì để làm điều đó thì chúng ta lấy hàm log, tại vì cực đại của hàm này thì giống như đại hàm log, mà hàm log nó hay là nó là cái tích cái tổng thôi. Và sau đó chúng ta lấy đạo hàm tìm những cái gọi là điểm critical point. Thì đây là đại hàm, đây thì cái hàm này nếu mà lấy log ra thì mất em cũng đi rồi, thì cái này thì nó ra làm sao thì đạo hàm thêm mu nó chỉ có cái cục này thôi. Cái này thái là nếu mà em và các em đặt hàng sigma square thì nó có cục này, có sigma square thì nó có sigma square thì nó mới có hàng này. Để chung một vài tay nó không có gì thì nếu mà em lấy ở hàng tuần phần của mu và sigma và em xét nó bằng không, em sẽ tìm được điểm quan critical point. Và cái hàng này thực ra nó là lỗi cho mu, cho nên thực sự là điểm critical point sẽ là điểm cực đại. Nhưng mà đại khái là thì sau đó em có hàng hai cái điểm thay đổi giải nó thì em ra được như thế này, thì các em mới thấy là ồ, công thức này chẳng qua nó nói là gì, nếu mà chúng ta lấy trung bình cộng của cái giá trị dữ liệu đúng không, xx tức là độ cao mà các em đi đo được là rồi, mà em lấy trung bình cộng thì nó chính là cái phương pháp tôi tự đại hóa hàng là một rồi cái sigma square cũng nó là như thế này thôi. Thì bởi vậy cho nên đó là các em thấy là ồ, nếu như các em đơn giản đi ra đo là 10, sau đó em lấy trung bình cộng thì nó chính là thực ra nếu mà em ok thì nó chính là cách mình làm đúng không, ra thì đo 10 người 20 người nó sẽ em lấy trung bình cộng lại, em nói là thì giá trị này chính là cái giá trị chúng ta có thể dùng để ước lượng cho giá trị độ cao trung bình của người Việt Nam á. Thì đây chính là cái công thức này nó nói ra là đó cũng chính là cái phương pháp cực đại đại trung quốc, có nghĩa là nếu em đo rất là nhiều người thì cái trung bình cộng này nó sẽ hội tụ về giá trị thật. Và công thức này thực ra nó chỉ đúng trong cái trường hợp mà đơn giản, cái mô hình đơn giản này thôi, trong trường hợp đa phần thì nhiên nó không phải chỉ là trung bình cộng, mà ở đây nó nói rằng là cái giá trị trung bình cộng cũng là một cái phương pháp chính xác, tại vì mà nó được cái lý thuyết chứng minh rằng là nó sẽ hồi phục về giá trị thật thôi. Tại xem có lẽ cái phần ở trên ba nếu cái giải thuyết mà nãy là nếu mà constitution bias thì cái gì cũng phải ID đúng rồi, thì nó không ID thì cái tích này nó không phải là cái tích nữa. Thì cho nên là cái thì hiển nhiên là nó không phải trung bình cộng rồi, cho nên là em đi ra em đo những người có chiều cao ở một cái độ đóng băng độ của thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn đi, em lấy trung bình cộng em kêu tôi cũng lấy trung bình cộng rồi, có phải tôi cũng dùng phương pháp này không, tại sao giá trị tôi lại không đúng đúng không, thì thực sự không đúng, tại vì là lúc đó nó không có tích này, cho nên là thực sự là cái trung bình cộng không còn là cái giá trị của cái phương pháp ước lượng bắt cực đại hàm lượng đúng không, tại vì để nó có thể là trung bình cộng chính là cái phương pháp cực đại hàm lượng thì cái tích này nó là quan trọng, có nghĩa là nó phải là độc cộng. Cái đạo hàm thứ hai là đạo hàm thứ một, không thể đạo hàm thứ hai không, đây là đạo hàm thứ một xin lỗi, ở trong thống kê người ta thường là ghi sigma bình nhưng mà nó là một đại lượng, tức là nó nguyên cái sigma bình là biết, tại vì người ta cái hiểu phương sai thường ta dùng sigma square thôi, nhưng mà nguyên cái cục này là một số, nên thường là đảo giống như là nghe hai sigma bình t thì đảo của t thôi, thế còn đó chính là cái hiểu thống kê của thầy đúng là nó kỳ, nhưng mà nó là chỉ là là cái một câu hỏi khác này. Lấy lóc ra em bị đạo hành thân viên đúng không? Là sân viên ủa không bị dư tập cái này ừ. Sắp xuống không đúng rồi bị dư đúng không? Không có này thì không có gì được. Thực ra đúng là tại vì cái này là hai tên thì đã là hai sorry chẳng bản nhân bây giờ mình đang là xong mình biết trước cái phối của mình tốt thêm và giả sử được là trong thực tế phải làm việc thấy là đang đang người skill coi là không biết trước là
là nó là nô bộ hoặc là nô xong thì làm gì làm sao mà em biết được cái giá trị để mình kỹ cho mình. Câu hỏi của em là câu hỏi rất hay, nhưng mà thực ra nó là một phần của thống kê, có nghĩa là hồi nãy thầy mô tả đó là thống kê có nhiều phần. Phần thứ nhất là lấy dữ liệu của học ra, phần thứ hai chính là phần mô hình, thì coi là mô hình hóa. Thì cái phần đó đó em phải là người quyết định là mô hình nào đúng với dữ liệu em có. Tức là khi em ra em đi phân tích dữ liệu, em nói rằng là tôi giả sử con tối này là cuối chọn và em lên voi, mà em như vậy em thấy data school hay gì đó thì em mới coi là vậy thì công phối nào nó phù hợp cái data em có. Hỏi là làm sao thì cái đó chính là câu hỏi của những người làm modeler, có nghĩa là cái người mà mô hình tạo mô hình cái bài toán, thì cái người đó phải trả lời câu hỏi đó. Em hiểu không? Có nghĩa không có một cái câu trả lời tổng quát cho em, tại vì cái việc đó là cái việc em phải với một bài toán cụ thể em phải là người quyết định. Nếu như em là người phân tích điều gì đó thì nếu mà data bị skew quá thì tùy thôi, cho em có thể coi cho những cái data cái phân phối mà nó phụ thuộc vào đó. Nhưng mà khi mà em dùng phân phối chuẩn thì những cái công thức đẹp nó thành không còn nữa, thì lúc đó thì lúc em không tính bằng tay được thôi, nhưng mà em vẫn có thể tính bằng máy. Nhưng mà tính bằng ý tưởng thì cái việc mô hình hóa đó chỉ là một bài toán mà người làm thống kê phải quyết định. Có bạn ý hỏi là thầy Lâm đó là tại sao mình thích giao hàng đó thì mình lại biết ngay đó là thực ra thì cái này bởi vì với view thế hàng thì hàng cái làm nội trong view thôi. Còn với Sigma Square thì nó cũng nội trong Sigma Square. Lõm. Nó lồi hay nó lõm thì thực ra là cái này cũng hơi ấy. Lồi hay lõm thì mình biết là khi mà mình học toán cấp 3 thì ở đây hơi ấy thôi, mình có thể xét định thêm hai biên nữa để mình biết cái nào là thực tại. Lõm hay lồi đúng không? Nhưng mà ý là đương nhiên là đây nó chỉ là thêm quy định thôi, nhưng mà chắc chắn là nó đúng. Tức là người ta đã làm nhiều lần rồi. Nhưng mà đương nhiên là cái này phải làm cụ thể hơn. Mọi người có câu hỏi nào không? Ai có câu hỏi nào? Vậy chắc không có câu hỏi thêm nữa. Ta sẽ thêm nữa. Thì thực ra cái này cũng chỉ là nói là bây giờ chúng ta nâng cấp được một tí để coi cái phương pháp này nó hoạt động như thế nào thôi. Thì giống như là hồi nãy là câu hỏi là độ cao trung bình của một người chẳng hạn đi, thì nó đơn giản như là độ mình chỉ có data là một số thôi, đúng không? Thì nó là độ cao đó thì mình bây giờ sẽ nó không có chậm chuẩn. Nhưng mà dù như chúng ta nghiên cứu là bây giờ câu hỏi đó là độ cao của trung bình của một người có phụ thuộc vào độ cao của bố họ hay không, nếu chúng ta làm câu hỏi, đúng không? Tại khi nghiên cứu thống kê có những câu hỏi khác nhau thì khi đó chúng ta có hai biết, một là độ cao của mình và hai là độ cao của bố, đúng không? Thì khi đó cái mô hình chúng ta đặt ra như hồi nãy nói đó, mô hình hóa chính là một câu hỏi mà người làm thống kê phải quyết định và trả lời. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu là độ cao của mình có phụ thuộc vào độ cao của hay không, thì chúng ta sẽ đặt ra mô hình là nếu như là độ cao chúng ta nó phụ thuộc vào độ cao của bố theo một cái mô hình tuyến tính, thì chúng ta sẽ giả sử rằng là độ cao của mình phụ thuộc vào độ cao của bố theo mô hình tuyến tính cộng với một cái sai số nào đó, và chúng ta có thể giả sử là cái số đó là độ cao không có chuẩn luôn, đơn giản. Nếu là phân phối khác thì viết công thức nó khó thôi, chứ còn nó cũng không thay đổi nhiều. Thì khi đó thì nếu như vậy đó thì cái hàng ra mức nó cũng tương ứng như vậy thôi. Nhưng mà thay vì cái con cái giá trị là nhiều đây nó về bao nhiêu cộng tổng SI thôi, đúng không? Nó cũng tương tự. Thì đây cái hàng nó sử dụng tương tự ra thì em có thể tính toán ra thì dẫn đến là đây chính là cái ước lượng tương tự của beta 1. Và đây là ước lượng của sigma square beta 0. Ở đây thì nói rằng có nghĩa là khi mà chúng ta làm thống kê thì dựa vào bài toán và dữ liệu chúng ta mới đặt ra một mô hình tương ứng với nó. Khi mà chúng ta có mô hình đó rồi thì có nghĩa là cái việc mà ước lượng sẽ trở nên đơn giản. Ta dựa vào mình chúng ta biết là cái hàm radius và chúng ta chỉ cần là
cực đại, tìm cái điểm mà là cái hành động cực đại thôi, thì nó chính là cái phương pháp cực đại, cái hành động tiếng Anh là NLP. Thì ở đây chính là một cái ví dụ mà nói rằng là trong những bài toán khác nhau thì chúng ta thay đổi cái mô hình là được thôi, còn những cái thứ khác thì nó cũng tương tự. Đây nè, thì ở đây chính là cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, đó chính là thực ra là nãy giờ tôi gần như là giới thiệu cho các em một phương pháp rất là mạnh mà người vẫn làm hiện nay, có nghĩa là gần như là các em có thể giải được 95% các bài toán thống kê dùng phương pháp này thôi. Có nghĩa là bây giờ em đi ra em thu thập dữ liệu, cái xong cái em ngồi em suy nghĩ là dữ liệu này nó có mô hình như thế nào thì hợp lý nhất, xong rồi em mới viết ra cái hàm của hành động tốt. Có thể là cái hàm nó bởi vì dữ liệu quá phức tạp, em không dùng hàm không có chuẩn, em muốn dùng hàm cõi son, em muốn dùng hàm exponential, em muốn dùng hàm gì đó thì công thức nó khó thôi. Thì khi mà viết ra công thức là nút đó thì có thể em không tính bằng tay được cái cực đại của nó, nhưng mà một khi em có thể viết ra được cái hàm đó thì có nghĩa là máy nó thành tính được, đúng không? Thì có nghĩa là chỉ cần là với một giá trị theta hoặc là sigma square mu đó, em mới tính được cái f tương với nó. Thì khi đó là để tìm được cái MLE á thì em chỉ cần là bỏ vô dùng một cái thuật toán tối ưu, nó sẽ tự sợ cái những hàm này thì nó phức tạp, nó bị sợ ra cái giá trị minimum thì mình phải dùng trường Likert, nhưng mà đại khái là nó sẽ tự tìm ra cái giá trị mà nó cực đại thôi, thì dẫn mình sử dụng cái đó để làm cái được các bạn. Cho nên trên thực tế là phương pháp này là gần như là mọi người đều có thể làm, đương nhiên là rồi phải biết coding, đại khái là nó không quá khó, thực ra học thống kê là không quá khó, gần như là bây giờ các em có thể giải được 90-95% bài toán thống kê với những ngành cụ thể tương ứng của mình đó. Tại vì nãy giờ những gì tôi giải thích thì nó chỉ là tổng quát thôi, đúng không? Nhưng mà ví dụ như là người làm sinh thì họ có những mô hình sinh học, những người làm về finance thì có họ mô hình của finance, những người họ làm về political thì họ có mô hình của political thôi. Thì mô hình nó chính là cái gọi là model, đúng không? Thì mình cái giả sử như thế nào thôi. Thì khi đó thì em thu thập dữ liệu, em tương ứng với cái mô hình mà trong cái ngành của mình viết ra cái thứ này nó không sai, mình dùng một cái thuật toán tối ưu là mình có thể ra được cái ứng dụng trong cái ngành này. Thì tiếp thì chúng ta đi. Ok, thì chúng ta để chứng minh các em thấy là nó như thế nào, thì đây chính là một cái ngành mà tôi làm, tôi làm ngành về bệnh dịch học, về bệnh dịch học. Thì tôi thích ví dụ này tại vì ví dụ này nó hay. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ chứng minh cho em rằng là cái việc giải quyết một cái bài toán trong một cái ngành cụ thể thì nó sẽ giống nhau trong mọi ngành thôi. Để các em tự tin như sau này các em học sinh hoặc học cái ngành gì đó khác mà các em muốn sử dụng thống kê nó cũng quá khó cho các em nghĩ. Ví dụ như đây là một cái ngành dịch tễ học, đúng không? Dịch học. Thì cái dữ liệu này là dữ liệu gì? Đó là một cái bệnh dịch vào thế kỷ thứ 17 trong cái làng tên là Kim Village, cái làng Village. Cái làng này nó ở nước Anh. Đây chính là nước Anh. Đây chính là cái làng đây, là cái tỉnh làng. Thì nước Anh vào thế kỷ thứ 17 nó có một cái bệnh dịch gọi là cái bệnh dịch dịch tả, cái chết đen. Rất là nhiều người chết thì thì người ta gọi là plague. Thì thế kỷ thứ 17 là cái làng này, tại sao cái làng này đặc biệt, cái bệnh dịch bệnh này nhiều người chết lắm thì nó có gì đặc biệt đâu, thì nhưng mà cái làng này nó có cái điểm đặc biệt để mà nó thành lịch sử, nó thành một cái gọi là bài toán classical problem cho mình giải đáp là tại sao cái làng này họ quyết định như thế này. Có nghĩa là lúc mà họ phát hiện ra cái làng có bệnh đó thì họ quyết định rằng là bây giờ chúng ta phong tỏa làng, người ngoài làng không thể đi vô làng được, người trong làng không thể đi ra được. Thì nó dẫn đến đây trở thành một cái gọi là close population, là cái gì ta, cộng đồng đóng, có nghĩa là bởi vì không có người ngoài không đi vô, người trong ra, chúng ta có thể hoàn toàn quan sát được cái diễn biến cái bệnh dịch cho cái làng này và không có tương tác của bên ngoài, nó hoàn toàn đóng, cho nên nó rất là một mô hình rất là tốt. Thì cái làng đó lúc đầu là có khá nhiều người, 300 người
thì mới đầu bắt đầu là cái thực ra mới bắt đầu, nhưng mà chúng ta quan sát các bạn người bạn rồi. Thì sau đó là 4 tháng, trong 4 tháng thì số người S, à trong cái này S này chỉ là người khỏe mạnh thôi, thì tại vì nó là susceptible thì nhưng mà nó chỉ là khỏe mạnh thôi, người như vậy. Ai là infected cho những người bạn. Thì bắt đầu đó là thì có mấy người bị bệnh, nhưng mà bắt đầu mình phải thời điểm mà bắt đầu mùa thu thập dữ liệu thì có mấy người bị bệnh. Thì đây là theo tháng, thì nửa tháng sau mình thành 14 người bị bệnh, một tháng sau 2 người bị bệnh, thì tiếp theo thời gian. Hồi đó bị bệnh này là chết, chết chắc. Kiểu như COVID-19 thì không, COVID-19 thì không, thì theo thời gian đó, thì cuối cùng đó là tới cái lúc mà tất cả những người bị bệnh được chết hết rồi. Rồi những lúc cái 4 tháng sau thì không bao giờ bị bệnh, thì thực ra thời đó là người ta chưa biết bệnh dịch hạch lây trên chuột, nên người ta bị thay thế người, nhưng mà mới nóng là cái thực tế là người bị. Nhưng mà đại khái là cho nên cái này trở thành nằm cái dữ liệu rất là thú vị và đi vào lịch sử đó. Ở làng là họ vẫn còn cái bảo tàng cái dịch bệnh này. Em có bạn hỏi là gì vậy? Tại vì tôi nhưng mà rồi chính là những cái người mà đã chết ở đây là người ta bị bệnh xong người ta chết, nên là rồi chính là những người cái ngành là remove, tức là những người đã bị chết rồi họ không còn liên quan tới cái đại năng lực của cái bệnh thì nói chung R là những người đã chết rồi, trong cái chết là không bệnh chết là như bệnh đó, ở thời đó trạng này là sẽ chết cái nào khác. Thì có nghĩa là đi với người khỏe mạnh, người bị bệnh thì là chết bị bệnh, thì bởi vì làng nó nóng cho nên có hai đang sông hút người, nó không người ra không người vô, người chết thì họ chôn, nhưng mà vẫn là tính là trong cái làng đó. Thì N là chính là cái gọi là số người trong buôn làng hai đang sông hút người đó, từ cái thời điểm như vậy là khá là vậy. Ok, thì nói chung là đó là cái dữ liệu mà tôi một dữ liệu cụ thể thôi, đúng không? Thì bây giờ đó thì đây chính là câu trả lời. Dữ liệu đó chúng ta không nói là số người chết là theo phân phối chuẩn mà chúng ta mua vào, như vậy thì nó không hợp lý, đúng không? Người chết thì ở đây again các em không cần phải quá lo lắng nữa, nhưng mà đại khái cái đây là một cái mô hình cũng nổi tiếng ở trong cái ngành đại học, đó là mô hình gọi là SANA. S là người khỏe, S successful là người khỏe mạnh thôi, còn A bị bệnh, vậy A như là những người đó. Trong cái mô hình này là những người nào mà bị bệnh xong rồi chết đi, hoặc những người nào bị bệnh xong quay lại thì cũng không bắt bệnh được. Thì cái mô hình nó hơi đặc biệt, tôi chọn là người nào mà đã bị bệnh hoặc là chết hoặc là không bao giờ bị bệnh tái nhiễm. Thì có thể trong thực tế em không đồng ý là mô hình nó tốt, nhưng ít nhất trong cái dữ liệu này đó là mọi người đều bị bệnh đều chết đi, cho nên là nó phải phù hợp với cái mô hình cái dữ liệu này. Thì cái này nó nói rằng là gì? Thì mô hình nó nói rằng là cái số người khỏe mạnh này, số người bị bệnh này, số người chết đi này, theo thời gian là nó phụ thuộc vào một cái phương trình di phân thôi. Again, mô hình đó thì có một câu nói rất là nổi tiếng của giáo sư George Box, là đã từng là giáo sư trong cái khoa thống kê ở Wisconsin đó, là cái môn khoa học tế nhất, nói rằng là all model is wrong, but some are useful, có nghĩa là mô hình nào chúng ta đặt ra được cũng chính xác, không có mô hình nào 100%, nhưng mà có một số mô hình thì nó useful, thì có nghĩa là nó hữu dụng cho mình để mà mình ước lượng, thương trong ước lượng thôi. Thì ở đây mô hình này chị nói là đơn giản rằng là theo thời gian là gì? Đây tôi giải thích tại sao nó hợp lý. Đúng không? Thì bây giờ người ta nói rằng mô hình có ba loại người, một là khỏe mạnh, hai là người bệnh, hai là người chết, đúng không? Thì em thấy là S là người khỏe mạnh, thì người khỏe mạnh luôn luôn giảm theo thời gian. Thì cái lượng giảm này là như thế nào? Lượng giảm này là bởi vì người khỏe mạnh hoặc người giảm thôi, người bị bệnh hoặc bị chết, đúng không? Đó, thì người khỏe mạnh đó là sẽ giảm theo thời gian, thì đây chính là số lượng người chết, gọi số lượng người khỏe mạnh và bị bệnh theo thời gian, đúng không? Thì số lượng người bị bệnh theo thời gian đó là nó sẽ như thế nào? S nhân A là người ta nói rằng nó là có, nếu mà có S bị bệnh và A người khỏe mạnh đó, thì S nhân A chính là số lượng cái tương tác giữa một người khỏe và người bệnh. Thì khi một người khỏe tác tương tác với một người bệnh thì họ mới bị bệnh, người khỏe mới bị bệnh, đúng không? Vậy thì có nghĩa là số người bị bệnh theo thời gian đó chính là đại khái là tuyến tính theo số tương tác thôi. Thì ý là mô hình đó vậy, giản như vậy. Còn đây là số người bị bệnh nè, tăng lên chứ là tương ứng với cái số lượng người bị bệnh ngày qua, đúng không? Vậy số lượng giảm đi có nghĩa là
ai tức là số người vẽ còn gamma thì là thì đã chết thôi, là các bạn không các con mười người vẽ thì có thể là bị chết trong ngày hôm nay là cái người thì đó thì có nghĩa là trừ đi số người chết thôi, đây là số người chết nhưng là cái số tương đối là đi tương đương với số người vẽ thôi. Cái mô hình đó vậy thì các em với tuy của nó là không thôi, thì cái đó là nó cũng bị như thầy nói là mô hình này không phải là đúng 100%, nhưng mà nếu mà mình thấy là nó chấp nhận được thì có thể sử dụng nó để mình cái bạn thôi, đúng không? Có bạn hỏi là cái mô hình này thì cái data của em phải chọn cái nào cho một bạn nó dùng cái thì đó bài toán thống kê mình phải ước lượng nó chứ mình không chọn, đúng không? Tại cái data này nó nói rằng nó là nếu data này rất là lớn có nghĩa là bạn này lây nhiễm rất nhanh, đúng không? Data này nó thấp thì có nghĩa là bạn này nó lây rất là ít, gamma này lớn với bạn này chết rất là nhiều, gamma này nhỏ thì bạn này chết, đúng không? Thì đó là những cái đại lượng mà mình muốn biết tương với từng bạn thôi. Ví dụ như là cái bệnh dịch hành mình nghiên cứu là người ta gamma như COVID chẳng hạn, nếu mình thấy gamma này là nhỏ thì có nghĩa là số lượng người chết không có nhiều, đúng không? Thì mình sẽ an tâm hơn. Thì thực ra COVID là gamma tức là nó nhỏ, thực sự nó không quá lớn, dịch hành là chết rất là nhiều, nhưng mà bệnh COVID thì nó ít. Và đương nhiên là có nghĩa là với mỗi loại bệnh thì những giá trị mình sẽ là những giá trị tương với bệnh đó, và mình muốn từ những dữ liệu mà ước lượng nó, đúng không? Để mà từ đó mình biết rằng là bệnh nó có nguy hiểm hay không, bệnh nó lây nhiễm nhiều hay không, nó những cái gọi thì đó thì đây chính là cái mô hình và chúng ta muốn ước lượng beta và gamma. Các em còn câu hỏi gì nữa? Em đặt câu hỏi thì mô hình này cũng không khá là nổi tiếng, nhưng mình thấy có cái rồi nghe cái nào hỏi. Dạ thầy, là beta với gamma là siêu tham số hay là tham số? Nhiều cái đặt là siêu tham số. Không, cái này chỉ là tham số của mình. Chứ tham số thì có nghĩa là mấy cái này nó phải có cái phân phối nó nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ là nó có hai số thôi, không như cái gì. Rồi các em còn hỏi là khác không? Các em hỏi thêm. Câu hỏi cũng là một câu hỏi khó, tại vì ranking là một ngành riêng biệt, đó có nghĩa là những người hàng làm đó thì thầy không làm trong đó, cho nên thầy không rành lắm. Tuy nhiên đó là thầy cũng phải có cái ranking những người có xác suất bị bệnh bị gì thì bệnh là cao, nhưng mà những cái tắc là phát triển người ta có ranking được em nghĩ là thì nó khác, nhưng mà như thầy nói là thầy cũng không có đủ tự tin để nói rằng là thầy hiểu về cái ngành ranking quen, cho nên thầy khó mà đưa cái nhận xét cụ thể. Nhưng mà bởi vì cho nên người ta mới có gọi là stay và muốn improve, đúng không? Có nghĩa là lúc mà bắt đầu một bài toán đi, không ai biết giải gì nó, đúng không? Thì có những người họ đưa ra một phương pháp đầu tiên, đúng không? Thì em có người ta sẽ dùng phương pháp đó để giải, người ta viết bài toán như vậy đi, và sau đó những người làm sau thì họ sẽ thấy là cái mô hình nó không tốt lắm, tại vì là em có thể nói là tại vì như thế nó không có ý nghĩa gì, b có ý nghĩa gì. Ví dụ chẳng hạn mô hình này em có thể chỉ ra là chỗ này người ta nói rằng là người ta nói gì, người ta nói rằng là đây cái tỷ lệ bị nhiễm bệnh nó không có tương tinh với s nhân ai, có một số lượng interaction, có thể người ta nghĩ rằng cái này không đúng, tại vì là có thể nó phức tạp hơn, cho nên là người ta nói rằng là không, mình phải dùng thêm s của alpha ai của beta, s của a ai của b, xong rồi phải S thì maybe và A nữa thì nó mới hợp lý, tại vì có thể nó không phải là tương tính mà nó phải đó, chẳng hạn đó là nếu như em không đồng ý mô hình này thì em sửa, xong rồi em mới dùng mô hình của nó tương ứng, rồi em mới dựa vào data đó, rồi em mới ước lượng những cái giá trị của em, sau đó em mới so sánh là mô hình của em và mô hình người ta đã có mô hình nào tốt hơn, thì sẽ lúc đó sẽ dẫn đến có những cái phương pháp đường sánh giữa mô hình với nhau. Thì đại khái vậy. Còn hỏi là trừ khi thì tức là trừ khi em nói mà cụ thể, còn em nói là làm thế nào, từng bước như thế nào thì thầy cũng thực sự hoàn toàn dựa vào ví dụ như ngành này chẳng hạn đi, thì khi mà thầy làm ngành này thì
việc đầu tiên là thầy phải đọc coi là những mô hình nào, những mô hình cổ điển người ta đã dùng, đúng không? Thì khi mà mình muốn ước được một cái dữ liệu như Việt Nam chẳng hạn, mình lấy dữ liệu COVID Việt Nam, thì đương nhiên là mình dễ nhất là mình dùng những mô hình nào có, đúng không? Cái đó thì đấy. Nhưng mà như em thấy là không, ở Việt Nam nó khác, tại vì là Việt Nam ví dụ như là cái gọi là cách ly là rất là chặt hơn những nước khác, cho nên là có thể cái mô hình của nước khác nó không phù hợp, thì lúc đó em mới nói rằng là dựa vào thực tế thì em sẽ xây dựng cái mô hình để nó thể hiện được là cái việc cách ly của Việt Nam như thế nào. Nhưng lúc đó thì hoàn toàn dựa vào cái gọi là domain knowledge, chứ không có nghĩa là cái hiểu biết của em về cái ngành đó, chứ người ngoài thì khó có thể biết được. Nó có liên với cái câu đó này của giáo sư Jeff Fox nói là cái là nếu mô hình đưa ra mà thấy nó không có giải thích tốt thì vẫn có thể là đưa ra, mình sẽ đưa mô hình mới và cố gắng để cải thiện hơn. Đây là simple talk luôn. Thì nhìn chung như Jeff Fox nói đó là không có mô hình nào là đúng cả, chỉ có mô hình nào là ít hơn, có nghĩa là em tìm được mô hình nào hữu ích hơn mô hình có thì em sẽ dùng nó. Thế nhưng mà hãy làm nói với TV rồi đã tính thuê á, thường là đầu tiên người đầu tiên đưa ra mô hình thì nó ấy, nhưng mà khác hẳn, tức là ý là cái người đầu tiên đưa ra mô hình thì chưa có để tham khảo đi học được, nhưng mà khác hẳn thì thường đó là mô hình thì thường không có khác hẳn, mà chỉ có cải tiến từ thôi, chỉ có phương pháp với khách hàng. Dù thì em không có dùng phương pháp cùng đại hàm lượng, em đều có hàm lượng khác thì nó, nhưng mà thường mô hình nó không có sự thay đổi, tại vì những thay đổi đó là những thay đổi giống như là mình nói hơi quá, nhưng mà giống như là khi mà Darwin mà đề ra một mô hình tiến hóa là hoàn toàn mới đi thì sẽ khó được những người đang dùng và chấp nhận, sẽ tại cạnh tranh rất là nhiều, cho nên thường là những cái đó là groundbreaking development thì nó khó, và người ta phải bảo vệ bản thân mô hình người ta rất là nhiều, nếu mà em thay đổi rất nhiều, cho nên thường chúng ta làm người ta chỉ thay đổi một ít thôi. Nhưng mà mình nhớ không làm thì có một số cái nghiên cứu bảo là đang nghi ngờ cái thiết bị ngoài quyền, đúng không? Tôi thì thực ra đây chính là cái mô hình cổ điển mà mọi người dùng thôi. Thì ở đây thì mô hình này nó khác cái mô hình tuyến tính hồi nãy như thế nào? Đó chính là thay vì nó có liên hệ tuyến tính, đúng không? Thì cái liên hệ của nó là một cái phương trình vi phân thôi. Có nghĩa là nếu mình giải phương trình, tức là nếu một cái diện delta là gamma, mình giải cái phương trình vi phân đó thì có một cái đường cong, đúng không? Xong tương ứng với phương trình vi phân thì đường cong đó là dùng như là cái đường cong đó, bây giờ nếu như data mình thì như là dùng số người bạn, nên dùng số người bạn đi, ai là số người bạn thì như đây theo thời gian đây những cái điểm đỏ là số người bạn, đúng không? Thì nếu mình giải phương trình vi phân thì nó là một cái đường cong, thì hiển nhiên là không bao giờ cái đường cong nó đi ngang, nó phải có điểm được, đúng không? Tại vì nó có sai số như vậy, thì cho nên là mình nếu mình sai số thì đây giống như là đây chính là cái đường cong mà mình giải, tức là với một delta và gamma giải được vi phân thì mình sẽ có cái đường cong tương ứng, đúng không? Đường cong hai tương ứng thì cái dữ liệu mình tưởng nó không có đi nằm trên đường cong đó, mà nó có một sai số, thì sai số đó mình nói nó là epsilon, mà mình hoàn toàn có thể giả sử rằng sai số đó là không có chọn cái này cho đơn giản, đúng không? Thì có thể em không hay là không chọn một điều không có khác, như một số người khác người ta nói là phương pháp chọn không hợp lý bởi vì số người bệnh là số thật, số nguyên, cho nên người ta mới nói là không, người ta dùng bài son, bài nói gì không? Nhưng mà ở đây để đơn giản thì mình không có chọn, thì thay vì là một đường linear có những điểm nó nằm xung quanh đó thì đây là một cái đường cong, đúng không? Nên nó cũng có gì khác đâu. Có khác duy nhất đó chính là cái background của cái bài toán này, cái bài toán này là trong cái ngành dịch tễ học thì cái mô hình nó khác thôi, đúng không? Mô hình tính thôi, non-linear. Thì nói chung là ví dụ bởi vì nó là non-linear thì bởi vì nó là non-linear thì
thì hiển nhiên là mình viết ra nó sẽ khó lắm, tại vì hồi nãy là linear em nhân vô thì ok, nhưng mà bây giờ nó có cái phương trình ODE vô đó là cái công thức nó rất là phức tạp, đúng không? Tại mình bản thân mình cũng không giải được ODE đó bằng tay, đúng không? Thì cái ý của nó chính là mình sẽ dùng máy để giải. Thì ở đây cái này thì không có chép vô slide, nhưng mà tôi có cái chờ tí cho nha. Cái này. À giờ phải tắt cái share này đúng không? Mình mở cái share bên kia. Stop share lại. Để chờ tí. Chắc là share cái file này là được rồi đúng không? Đây. Đây. Chẳng hạn là cái mô hình hồi nãy như tôi nói với bạn Saka đúng không? Thì mình tính bằng tay không được, nhưng mà mình không tính bằng máy đúng không? Có nghĩa là ở đây mô hình SCA, ở đây tôi dùng A, cho nên em không dùng A thì cũng không quan trọng gì, nên tôi chỉ giải thích ý tưởng chính thôi. Nó có đủ ta chưa? Thì thực ra là nếu các em không biết ai cũng quan trọng gì, tôi chỉ giải thích ý tưởng. Các em sử dụng MATLAB, có thể dùng C không biết có được không, nhưng mà sang Python cái vậy. Thì ý tưởng chính là gì, đó là mình có một cái phương trình vi phân đúng không? Thì phương trình vi phân đó là công thức vi phân thôi. Đây là một cách dễ phương trình trong A thôi, nghĩa là mình có một cái phương trình vi phân đúng không? Thì ở đây A là đây thì bây giờ mình cũng gọi là cái công thức đây là negative log line, tại vì là tại vì mình muốn mấy cái phương trình optimization ở trong A thì nó là tìm cực tiểu, cho nên là tôi thay đại tôi tìm cực tiểu của trừ của lại cái function thôi. Và đại khái đây đó chính là để tính lại cái function thì đúng không, thì có những bước này, đó là với một giá trị beta và gamma tôi giải L soda là một hóa giải phương trình vi phân thôi. Tôi giải phương trình vi phân của cái phương trình SA hồi nãy, công thức hồi nãy. Sau khi tôi giải phương trình vi phân ra thì I này á chính là data output từ cái phương trình vi phân, tính khoảng cách của nó và theo cái trục normal thôi. Cái công thức D-normal này chính là tính cái công thức normal này tôi biết đó, mà dùng A là tính thôi, đúng không? Thì ở đây tôi lấy sum là tổng, thì bởi vì tôi muốn lấy log của nó thôi chứ không có gì cả. Để ý nói rằng là để biết nhìn công thức thế này thôi, chứ thực ra là mình cần giải phương trình vi phân xong mình có cái đường đó, thì đây là dữ liệu của mình, thì mình chỉ tính là khoảng cách của cái đường đó tới cái đường đó tới cái dữ liệu của mình, là mình tính cái normal density tương ứng với khoảng cách đó. Tôi nghĩ thì công thức này mà tính là cái function, thì sau đó đó thì đây là dữ liệu chẳng hạn này. Dữ liệu đây thời gian là 0.4 này, cái dữ liệu hồi nãy đây là những cái biểu bản của thời gian này, đây là số tổng số người trong cái làng đó. Thì ví dụ như tôi đây chính là số người bắt đầu không có mình bị chuyên nó bị chết là gì, đúng không? Thì đây chính là tôi có thể in ra đi, chính là cái data này đó. Đó rồi thì sau đó là tôi optimize thôi. Thì bây giờ cái phần optimize này chính là cái hàm optimization thì minimum trong A. Thì tôi xuất phát tại ba điểm bất kỳ, đó là 111 thôi, ngẫu nhiên thôi, tôi qua thôi. Thì sau khi mà tôi optimize cái hàm này hết function đó, dùng một cái phương pháp Newton induction, quasi Newton induction, thì máy chạy thôi. Thực ra tôi không hiểu, tôi chỉ chạy code thôi, thì máy nó chạy nó sẽ tìm ra ba giá trị tương ứng với beta, gamma và sigma square, đúng không? Thì sau đó là tôi mới nói rằng là bây giờ để thể hiện ra thì tôi chỉ plot nó ra thôi. Đó thì tôi plot ra thì đây chính là cái đường tương ứng với giá trị của estimate thôi. Cũng không quá khó đúng không? Thực sự là các em nhìn thì tôi ngoài trừ modeling ra thì cái code này thì hầu như ai cũng phải làm được. Cái mình biết dùng biết chạy ODE trong cái code này không? Thực ra tôi cũng làm nhiều. Đấy thì nó chỉ đơn giản như vậy. Phương pháp toán là phương pháp thống kê cổ điển dùng cực đại hàm này rất là đơn giản đúng không? Ai cũng phải làm được. Nếu các em tự tin em có bài toán nào đó các em không thành. Thế thì bằng phương trình R cũng rất là thẳng đó. Có rất nhiều lao nguyên chúng ta cái này cũng như chúng ta R thì
Thêm có câu hỏi nào không? Thêm câu hỏi. Nếu không chắc mình tạm nghỉ 5 phút thêm nữa. Ok. Với lại cũng nhiều trước khi mình qua phần tiếp theo là phần okay, bay sĩ. Đúng rồi. À, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp theo sau 15 phút nữa nhé. Cái vừa làm nhà chứng minh cái này nó thật thay đổi thì khó rồi, chứ còn nếu mà thực ra là nếu mà chỉ nhìn kết quả ra mình lấy vô bài toán cụ thể của mình nó không quá khó, mình biết lập trình là nó giống nhau. Nhưng mà quay về phần chứng minh thì chắc phải dùng những cái công cụ bên giải tích luôn, mấy cái liên quan. Thực ra là thống kê và chứng minh là dùng nhiều nhất chính là xác suất. Xác suất. Log số lớn. À đúng rồi, lấy cái đầu đo. Ở đây cũng có khai khá các bạn bên bên hướng thống kê, xuống cây qua. Đó thì đây cũng là cơ hội đem trao đổi trực tiếp 25, nói chuyện với các bạn muốn tìm những cái có thể chiều nay để trao đổi thêm. Nhưng mà 25 thì cũng chắc Lâm có thể nói một số cái hướng Lâm đang làm cho các bạn bên đây. Thì thực ra thì đây giống như là đây là một cái hướng mà để học thôi. Vừa rồi Covid chẳng hạn là cái ngành này nó rất là hot, tại vì giống như là người đều muốn làm, nhưng mà chẳng ra thì là không hay, bởi vì mọi người đều muốn làm cho nên số lượng người đó tăng rất nhiều, nhưng mà chất lượng nó lại không cao, còn nếu như mình không tiếp cận được là như thế nào nhìn đó. Số lượng người đó tăng rất là nhiều, chất lượng không cao nghĩa là sao? Tại là không cao như kỳ vọng như nào, ý là chỗ đó chưa rõ. Ừ. Tại vì thực ra là Covid nó dẫn đến một cái điều như thế này, có nghĩa là người ta dẫn đến là bình thường nghiên cứu là người ta quan trọng là phương pháp đúng không? Tại vì nếu mà không có gì không có gì gấp thì người ta chỉ muốn là coi phương pháp nó tốt hay không. Nhưng mà tới hồi Covid đó thì người ta được những kết quả thì có nghĩa là ví như thiên môn SMI thôi là có cả trăm cả ngàn, chục ngàn không biết là được đúng một phương pháp là thôi cho dữ liệu. Hay là chất lượng đây hay là chất lượng đó, là chất lượng phương pháp, phương pháp mới hay không á? Tức là học viên đi họ vẫn áp dụng những phương pháp mô hình trước đó, nhưng mà chỉ apply cho cái dữ liệu hiện tại. Cái đặc biệt là cái tốn thời gian cũng không phải. Trong đây là một hướng nghiên cứu, còn hướng nghiên cứu thứ hai đó là tiến hóa cũng khá là thú vị. Chẳng hạn là bây giờ mình có thể ở cái riêng của mình gửi đến công ty đã phân tích được là mình bao nhiêu phần trăm người châu Âu, bao nhiêu phần trăm người mình chắc là Việt Nam hả, ở Mỹ là người ta thấy rằng người ta bao nhiêu phần trăm châu Âu, bao nhiêu phần trăm người châu Phi, bao nhiêu phần trăm người Tây Á rồi gì đó, bạn Mỹ gì đó. Thì hành những cái thứ đó thì đúng là thông qua thống kê rất là nhiều. Thật ra những người đặc sinh là những người đặc thống kê gì, mình nghĩ là phải
có nghĩa là tài tái cũng thú vị đó, nói chung kiếm được vui thôi. Hay là bây giờ là thì thực ra nó giống như cái này nãy giờ mình nói là nghĩa là bây giờ giả sử như bây giờ có ba người đi, khi mình mới đi lấy DNA, giờ ba chủ DNA đúng không? Thì DNA á, nếu mà mọi người biết á, thì nó chỉ là một chữ ký tự A, thì đúng không? Bốn cái thì anh như là X không? X không? Không, không rõ. Cái letter thì thực ra nếu mà người làm sinh học thì nghe nó ghê, người sinh học như thế này. Bây giờ có ba chủ nghe đây thì hỏi là không như là chủ gì mà quý vị chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta muốn làm cái này đúng hay là thế này, chuyện này quan trọng chứ đúng không? Biết ai là cha con? Thật ra là nghe nói cái chuyện cha con là gì anh nhập tử cho họ, có nghĩa là hỏi lại vậy thì như thế này đúng, như thế này đúng, đó là hai người làm cha con hay là hai người cha con? Nhưng mà thật sự thì đây thực ra nếu mẹ làm cái gọi là machine learning á, thì người ta đã, tên là clustering. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà người làm không gian thì người ta đây là một bài toán modeling bình thường. Có nghĩa là cây này là một model, cây này là một model, model là tốt hơn. Thật ra anh có thể tưởng tượng cái cây này chính là một cái ít. Đúng không? Giả sử như là, thật ra làm sinh học của cái này là một cái mô hình, gọi là mô hình. Đi tiến hóa đi đây này, tôi là đi đây nó phải như thế này mà cũng không biết được. Ở đây có một tổ ti cũng như thế này, nó mới theo thời gian thì mới đi đây nó mới thay đổi. Còn cái tiến hóa nó mutation, bởi vì thầy nói là cái phương pháp em ơi thì là cái phương pháp mà 95% là quá, nhưng mà 95% là quá, nhưng mà đó thì thực ra là nghiên cứu về tiến hóa chính là nghiên cứu như tức là data chính là chủ đề đây thôi, chứ không biết gì cả. Nghiên cứu về dịch tễ học thì data của mình là số gì vậy, các bạn biết. Còn nếu như là machine learning thì data chính là hẳn tất thôi. Đó thì thầy Lâm có một số hướng đang nghiên cứu đó, thì có một hướng là thầy Lâm cũng nghiên cứu về học máy thống kê, thì hướng đó nha. Thầy về cơ sở lý thuyết. Tí mình lao cho lại. Không có tí đừng lo lắm, có cái chất cồn, cái tí cồn nông nhanh. Thì thật ra thì thì chăm sóc bộ thời điểm thôi, cũng có nghĩa là ngành nào thì có vẻ là ngành khác nhau nhưng mà nó có những cái đặc điểm tạm biệt thôi. Tư pháp có lên gì đang bắt đầu không?
Thì có kỹ đâu thế Lâm đấy. Thôi cho Lâm nghỉ thêm 5 phút. Thì thật ra hai cái buổi mini podcast ngắn này của Lâm chắc cũng không thể nói nhiều quá sâu được, nhưng mà sau đó đang có những cái định hướng gì thật lắm, hoặc là có cần một vài gì có thể chiều nay thì sẽ nói thêm đó. Thực ra mục tiêu chính của mình là sau khi buổi này xong thì các em thấy rằng là không gian được khó đó, thực ra là tất cả mọi người đều làm được, thì người có cái tự tin thôi. Nếu như là nhiều khi học mà cũng tập là đó là mình ở đây là mình học mình làm gì tết, làm hàng gì tết cũng có học một khóa chắc cũng đều biết rất là nhiều, có học một khóa như thế thôi, mà vô lớp học thì cảm thấy là thầy rất đồng hem đúng không? Không phải nói là từ hai chân mình chân mình cảm thấy là khó, không phải là cái gì giải thích ra cái gì khó, cho nên là thực ra cũng giống như là duy tố đi thì chúng ta học ok hơn, chỉ cần đó là mọi việc theo như mình từ lúc đầu để giải thích tính ra Lâm cũng làm 14-15 năm, thấy là vừa học vừa làm về cũng ok. Rất nhiều. Tại vì lúc mà học lên tiến sĩ á, là mới phát hiện ra là nó là giải thích học là quan trọng. Tại vì thực ra là khi mình học tiến sĩ là mình làm lý thuyết. Ok đó. Những cái mình nói thì thực ra ứng dụng thôi, chứ còn nếu mà làm tự là nó có thể học tốt và còn nhưng mà đương nhiên là nếu như mình làm apply biostar apply physics thì không có ý kiến lắm, nhưng mà đó là chính trị là mình sẽ keep on the rồi mình biết là cái này là cái gì đó may thì chắc học tích rồi mới học được một cái rất là qua được, nhưng mà không xong thì không bị khó. Thì có những bạn là bên Mỹ, rất là người Mỹ á, thống kê thì bằng bằng nhạc á, thì không thể học giống như thế này. Cho nên rất khi lên mà phải đi qua họ rất là struggle, tại vì là khi học cái này thôi, rất khi đi là Tiên Minh là tốt rồi, thì họ không thể thích hợp thì khó. Nhưng mà nhắm đi gặp lại thì không muốn là mình, nếu mình muốn làm cái gì thì nên hiểu luôn cái ý kiến luôn, nếu không thì mình lại gặp lại thì nó không hay lắm, tại sao nó có cái mình sẽ tự tin hơn khi mình chú ok ok vậy là bắt đầu tiếp nha. Rồi ok, rồi mình move on qua cái slide tiếp theo ha. Đang quay thầy Lâm, ok thấy chưa? Anh từ từ sẽ phải chuyển lại cái slide này. Có bật rồi, anh đâu bật nè. Giờ Lâm bật mới. Hình như Lâm bật đi. Lâm bật này, đúng không? Ủa tắt hả? Không, mới này mình mới tắt. Không, Lâm bật lại được. Nghe rồi. Lâm bật cái video bên Lâm. Ủa bật video hả? Video thì nó quay. Hiểu. Lâm sợ là nếu Lâm share screen thì nó cũng nhỏ xíu à, nhưng mà không phải cái này nó để bật cái ấy lên luôn à. Rồi, để Lâm full screen. Trước tiên mình bắt đầu thì hồi nãy có mấy câu hỏi đó. Bạn đang hỏi trong slide này là trẻ chương trình đi con gì để tìm hiểu nè. Đây thì đây chính là chương trình đi con, thì cái vấn đề này là khi mình nếu mình biết beta, mình biết gamma và mình biết cái điểm bắt đầu của SIR thì mình giải ra những cái đường cong SI và A. Đường cong S có nghĩa là sự thay đổi của số người bẻ mặt theo thời gian thôi. Đường cong I là số người bị bẻ theo thời gian. Thế này ví dụ như đây nè,
khi mình giải thì cái phân đó mình có ba đường S, I và A. Như đây là đường A là đường số người bị bệnh theo thời gian đó. Là cái tiếng của chúng ta hay thời gian đấy. Đúng rồi. Mình để đây là thì đây là số người bị bệnh theo thời gian đấy. Thì ở đây anh có thể dùng mấy cái bắt kẹp trên vai thanh cũng được. Say vai thì đó mình có không chở hết. Đây mở vô con số như vậy. Quan trọng là mình sẽ có những cái bài để mình liên tha thì với một tuyến này thì mình sẽ giải ra một đường, không như mình giải đường này mình thấy còn đường này cứt đúng không, nhưng mà như mình giải cái đường mà nó thế này thì đương nhiên là đường đó nó không tốt bằng, thì đương nhiên những cái giá trị beta và gamma đó nó không không mình nghĩ là nó không đúng. Cái ý chính của nó là vậy thôi đúng không, cái ý chính của nó chính là mình giải sao cho nó gần với data nhất thôi, gần đây thì hiểu theo nghĩa là cái sự thay đổi nó lớn, cái phân phối nó lớn, phân phối lớn có nghĩa là cái điểm ai điểm ai gần nhau. Ok, còn còn câu hỏi nào kìa? Ở đây các em có câu hỏi nào liên quan tới phần này hả? Mà có thể là cái đó thì cái đó là một cái hướng nghiên cứu khác, có nghĩa là ở đây á dữ liệu của mình là số lượng người tổng số người bị mắc bệnh thì đó là một cái đường trong thời gian đúng không? Còn cái em nói là một cái hướng khác, có nghĩa là người ta gọi là contact tracing network, có nghĩa là mỗi người là một cái giả sử như có rất nhiều người đi thì ở đây mỗi người là một cái nốt và người đó có thể có màu đỏ hoặc xanh, đỏ là bị bệnh, xanh là khỏe mà, thì sau đó là mỗi lần là mình có một cái gọi là contact network, thì nếu có contact này thì một người xanh người đỏ thì phải có probability dẫn đến là cái chuyển màu người đỏ thành người xanh thành người đỏ, thì sau đó là cái network này grow theo thời gian để mà có nghĩa là nó một mô hình phức tạp hơn thì nó gọi là individual model đúng không, tức là họ model cái từng người một, thì như em tưởng tượng đó thì cái này nó đơn giản hơn, chỗ là nếu em làm một cái population ngàn người nhất thì cái đáp này rất là vậy là nó sẽ khó keep track theo thời gian hơn, còn cái này thì nó là một con số ấy. Thì đương nhiên là có đúng có mô hình này, nó chỉ là một cái dạng mô hình khác. Rồi còn có ai câu hỏi gì nữa không? Câu hỏi là cái chia sẻ cuối cùng khoảng nào đó thì mình sẽ dùng cái tức là mình sẽ dùng cái đường cong để và nói là sau khi mình giải MVD đúng không? Sau mình có data thì có phải là mình dùng cái thông tin đó mình tính lại các lại cái sigma của những cái gamma đúng đúng rồi, có nghĩa là bây giờ cái I này chính là cái điểm của OD đúng không? Thì sau đó thì cái mô hình của mình nói rằng là cái cái observation của mình là normal với mean là cái solution của cái OD cộng với cái normal, thì khi đó cái công thức của nó sẽ thành là tích đúng không? Đây mình viết sai công thức thì phải giải nha. Sigma square đó e mũ trừ thôi I observe ở tại đây là I nè trừ cho cái điểm I tương ứng với delta của mình à delta gamma tại cái điểm T đó T I đúng không? Thì thực ra đó chỉ một chút nào mò thôi, nó ý tôi nói là cái khoảng cách từ cái thằng observer cho tới cái thằng solution đó nó chính là đây là TI nhưng mà TI không đúng, nhưng mà tại TI là thằng điện tử cái observation của mình thôi, à nó là nào mò thôi, ý là vậy. Nó phù hợp à, bởi vì thành chỉ đây đến một ví dụ đơn giản thôi, đi đi cũng vậy thôi, đi đi thì nó cũng là sequential data thôi, nhưng mà em đúng không, tại vì cái mình nói là sai số ở đây, cái này là cái I beta gamma mới là cái phụ thuộc vào thời gian, cái sai số thì lại không phụ thuộc vào thời gian, đây chính là cái assumption thôi, có nghĩa mình nói rằng ví dụ như thế này, nghĩa là số người bệnh là bao nhiêu đó, nhưng mà bởi vì cái sai số xảy ra là bởi vì là mình thu thập dữ liệu của mình không thể đếm được tất cả số người bệnh, mình có thể bị miss một vài người hoặc giả có một số người bị bệnh giả là false positive thôi, nhưng mình vẫn đếm được data thì dẫn đến là nó có sai số, nhưng cái sai số đó là hoàn toàn độc lập tại hôm nay và ngày mai, em hiểu không? Cái ý là ý có nghĩa đây là giả sử, nó có thể không phù hợp hoặc không phù hợp, nhưng mà cái giả sử thì nói rằng là cái sai số mà dẫn đến sự chênh lệch giữa cái mình nhìn thấy mình observe ngoài tức là quan sát được so với cái giá trị thật á là một cái ngẫu nhiên mà nó không phù hợp thời gian, ý là vậy thôi.
Cảm ơn bạn hỏi là nếu trường hợp không chọn cái sai số theo mong một chọn phí phân phố khác thì kết quả như là sẽ là như thế nào? À thì ông Thành mới nói đó, ở đây như là cho đơn giản mình chọn normal cho nó giống cái bài ví dụ trước thôi, nhưng mà có nhiều người nói là cái này normal không hợp lý lắm, tại vì số người bạn không thể nào normal được, đúng không? Thì mình nói là à không, số này là số nguyên cho nên mình phải chọn là Poisson. Ví dụ như là đơn giản chỉ là Poisson mà với nguyên nó chính là I beta t gamma t thôi, ý là vậy. Hoặc là bài nó nhiều hình đó, đại khái là ra số nguyên thì có nghĩa là cái này chính là cái mà mình là người quyết định. Thì nếu mà em chọn là bài so nó thì khi ra công thức cho hệ đây, công thức ở đây thì nó không phải là công thức normal nữa mà nó phải là công thức tích của bài so distribution đấy. Giờ biết ra công sai nhưng không biết. Thì không sai không sai. Nhưng mà ý là thay vì cái này là cái công thức này là công thức normal, đúng không? Đây là công thức của normal distribution. Thì mình nếu mình giả sử nó là bài son thì mình đổi nó thành bài son thôi, thì nó có cái density khác, nhưng mà mình bỏ vô máy thì nó có optimization thôi, thế nó cũng không có thay đổi gì nhiều. Nói chung là giờ mình chọn cái con số nó sẽ dẫn đến là cái kết quả sẽ khác, nó có thể khác tại vì là hàm khác thì cái cực tiểu và cực đại nó sẽ khác, cho nên bởi vậy cho nên là nếu mình ra khác thì mình phải bảo vệ cái mô hình của mình để mình nói rằng là cái ước lượng của mình chính xác hơn với đường ra thì mình phải nói rằng mô hình chính xác hơn, đúng không? Còn bây giờ thì khả năng trong thực tế là làm có trường hợp nào đang chọn sai số của sản không, trong thực tế thì làm khác, nhưng mà cái này chỉ là đơn giản thôi, nhưng mà ý là tại vì nhìn là thấy normal thì nó cũng không hợp lý lắm, đúng không? Nên là Poisson, nhưng mà ý là nếu dữ liệu nhiều thì kết quả nó sẽ giống nhau thôi, nó không khác biệt đến độ mà mình phải bảo vệ mô hình của mình đâu, nhưng mà nhìn chung là nó có thể khác. Em có hỏi là thắc mắc thêm trong ba cái lúc này. Ok ha. Tại sao mình chỉ nhìn vào cái infected mà mình không nhìn vào cái susceptible hay là cái remove trong cái make sense. À, mình có thể nhìn cho ba cái và là như vậy thì mình sẽ có cái tích của ba cái, đó là giả sử rằng là cái sai số của S là cũng hợp luôn, nhân ra thì cái hàm nó bự hơn thì cũng giống vậy thôi, nhưng mà tại sao thì lại mình nhớ là thứ nhất là để có chơi dễ có chơi dễ, tại vì thêm ai thì mình biết thêm tôi, nhưng mà ý là thực tế là mình thường biết ai thôi. Chỉ chọn một cái công tác là mình chọn. Không phải mình chọn, thực tế là data là vậy. Như bây giờ hỏi như vậy, giờ nếu mình suy nghĩ lại coi, khi mình nghĩ về data cũng biết mình biết gì, số người bị bệnh, ít ai nói là số người đã khỏi bệnh là bao nhiêu, có thể có, nhưng mà ý là mình chỉ biết là số người bị bệnh nó thường number case ở đây đó, là số người bị mắc bệnh hàng ngày, đó là những cái data mà thường gặp, cho nên thường là mình sẽ work cái data infected. Cái cả cái R cái A cũng không biết là biết được cái gì, đúng là nó thường mấy cái đó ý là mấy người khó được cái bằng đúng rồi, đúng rồi, thường là người ta thường kiểm tra kỹ nhất là số người cả thứ hai qua quan trọng chúng ta ghi cái ở cái đúng rồi, đúng rồi, cái A này là nhưng mà thực tế thì data này có cái S thì mình thích mình thêm S vô, mình có một cái là S cộng S long, đúng không? Mình giả sử là cái sai số của S và sai số A độc lập nữa, có nghĩa là công thức này thành một cái tuyệt thì bỏ cái hàm người ta cũng ra được quả. Hy vọng là mọi người thấy rằng, thì ra làm gì cũng giống nhau thôi, rất dễ. Ok, thì có transition, nhưng mà đó thì cái vừa rồi đó là chúng ta đã tham khảo thống kê cổ điển, thì thực chất đó là 95% bài toán người ta dùng phải thống kê cổ điển, nhưng mà đơn 95% là ý là có 5% bài toán có thể không dùng phương pháp thống kê cổ điển được, nhưng mà ở đây có một cái phương pháp và hồi nãy như lúc đầu mình có giới thiệu đó là chính là có hai cái trường phái lớn trong thống kê, đó chính là trường phái thống kê cổ điển và trường phái thống kê base. Thì cái tên này không phải thống kê base mà thống kê base đây, nhưng mà thì phương pháp thống kê Bayes thì again nó cũng giống như cổ điển, 95% bài toán có thể dùng cái cổ điển. Tại sao cái hai cái đều 95 mà không phải là một cái 95% cái năm? Tại vì là một bài toán đều có thể dùng cả hai phương pháp được. Và the matter of fact là bất kỳ một bài toán nào cũng sẽ có người giải bài toán nó bằng phương pháp thống kê cổ điển và một người khác giải bằng phương pháp thống kê Bayes.
Ok, vậy thôi. Đó là hiện nay là vậy. Cho nên là nó overlap rất là nhiều. Thì để bắt đầu thì chúng ta nên biết là đối với thông tin thì có một cái quan, có một cái đại lượng mà chúng ta cần phải học, đó chính là xác suất có điều kiện. Thì thật ra là để học cái này thì cần cũng cần tốn thời gian, nhưng mà ở đây mình đến người ý đến là có thể xác suất có điều kiện là gì. Giờ sẽ đưa một ví dụ để mọi người thấy xác suất quan trọng. Ví dụ như là bây giờ vừa rồi là có COVID-19 đúng không? COVID-19 đúng không? Vì bạn có vaccine. Bây giờ cái nếu lúc có vaccine cái mình nghe hàng xóm mình nói là vaccine nguy hiểm, vaccine dùng có thể chết, mình có tin không? Mình tin là cái lời nói người ta đúng bao nhiêu phần trăm? Mình phải nghi ngờ chứ. Hàng xóm có nhiều người tin nhưng mà 50-50 ai biết được, nghe đâu ai biết. Nhưng mà nếu hàng xóm của mình là bác sĩ thì tin hơn đúng không? Nếu mà hàng xóm của mình là bác sĩ thì nó ổn, này bác sĩ mà nói gì cũng thật. Đó chính là xác suất có điều kiện, có nghĩa là cái điều kiện bác sĩ đó là thay đổi cái xác suất của mình về cái statement đó. Ý là nó như vậy thôi, xác suất có điều kiện như vậy. Thì có nghĩa là ở đây ở đây công thức là xác suất có điều kiện là A conditional B, chính là xác suất mà A và B cùng xảy ra khi xác suất B xảy ra. Và điều này ít mình. Nhưng mà đại khái là thống kê Bayes á, thống kê Bayes thì dựa vào cái thống kê xác suất có điều kiện rất nhiều, bởi vì cái này gọi là Bayes theorem, có nghĩa chính là cái ý chính của thống kê Bayes, có nghĩa là xác suất của A mà biết xác suất của A mà điều kiện là B xảy ra đó, thì nó có thể biến thành xác suất của B mà điều kiện là A xảy ra. Đương nhiên nó phải nhân cho P chia B ở đây. Thì cái này biết công thức này cũng khó, nếu là các em mà ai chưa học một lớp xác suất thống kê nào thì những này cái công thức quá là công thức gì. Nhưng mà thôi được rồi, cái ý tính của mình thế này, có nghĩa là xác suất của A là nó sẽ khác với của A cái đường biên đúng không? Xác suất A như là điều kiện nó xảy ra, xác suất của A cái đường biên như là chuyện đó xảy ra, điều kiện rằng là mình biết thông tin của nó khác, thì như vậy thôi. Có nghĩa như hồi nãy nói gì đó, nếu như mình nghe hoàn toàn nói rằng là cái vaccine nó có thể đi chết người thì mình nhiều khi không tin lắm, nhưng mà nếu mà mình có một cái điều kiện đó là người không có là bác sĩ thì mình sẽ cũng làm hơn đúng không, mình tin tưởng hơn, thay đổi cái xác suất của mình có cái điều kiện gì đó, ý là vậy thôi. Hy vọng là các bạn học thêm hơn rồi nhận công xác suất. Thì nếu mà các bạn mà sau hứng thú học xác suất thống kê, thực sự là nếu các bạn hứng thú về ngành khoa học dữ liệu thì đương nhiên là ngành xác suất là một ngành các em phải học. Em không thể học các em làm, thực ra nói gì cũng đúng, có rất nhiều người làm khoa học dữ liệu hoàn toàn không cần biết xác suất. Nhưng mà nếu như mà các em muốn học sâu thực sự để mà hiểu được bản chất của nó thì nên rồi, chứ còn đương nhiên là mình không thể nói là phải có buồn hay gì cả. Ý là thầy Lâm nói là muốn hiểu sâu hơn cái bản chất, thì là tại sao nguyên nhân giải quyết được sâu hơn cái gì? Tại nên là mình đi là phải biết một số cái nền tảng liên quan. Ok. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu bước qua một cái trường phái mới, gọi là trường phái thống kê Bayes. Thì trường phái này á là nó thực ra cái nó cũng tương ứng thôi, nó chỉ là một cách giải khác cho cùng một bài toán. Thì bài toán là mình có dữ liệu đúng không, mình có nào dữ liệu mình thu thập được, mình cũng có một cái mô hình, hai cái bước này là hai bước giống y chang như cái bước cũ thôi, mình có data và mình có mô hình, và cái cách giải nó khác nhau thôi. Cách giải khác nhau ở đây là như thế nào? Nếu mà quay về bài toán cổ điển á, thì cái data là cái mình cũng ước được nè, thì mình nghĩ nó như là một cái giá trị mình cần ước được. Còn khi mà người ta làm thống kê Bayes á, thì người ta không nghĩ nó là một cái đại lượng bằng những lượng, mà người ta nghĩ đó là một biến ngẫu nhiên. Again, mình không muốn đi sâu vào thế nào là biến ngẫu nhiên, nhưng mà ý là như thế này, thay vì mình cố gắng ước được cái giá trị, có nghĩa là cái này chính là cái cách hiểu đơn giản nhất. Có nghĩa là lấy cái ví dụ hồi nãy luôn đi, sự khác biệt giữa thống kê cổ điển và Bayesian. Ở đây mình nói ý là thế này, ví dụ như hồi nãy á là mình có một cái nói mình có một cái statement gọi là vaccine và có thể gây chết người đi, hơi quá nhỉ,
thì người mà làm thống kê cổ điển á, thì cái việc mình làm mình muốn ước lượng rằng là cái statement này, cái câu nói này là đúng hay là sai, mình tin tưởng rằng là có một sự thật trong cái câu nói này, đó là câu nói này đúng hay sai. Và cái việc mình làm là mình muốn ước lượng rằng cái nó là đúng hay là sai, đó chính là cách làm thống kê cổ điển. Có nghĩa là có một giá trị thật sự, có một cái chiều cao trung bình thực sự của loài người, của người Việt Nam, mình muốn coi giá trị là số bao nhiêu. Đó chính là cái gì để mình thường hay, đó là ước lượng. Có nghĩa là mình có cái câu nói này có thể đúng hoặc sai, mà nó có cái trước đó là nó là đúng hoặc sai thôi, mình muốn ước lượng đó. Thì đó chính là cái ước tiếp cận của người cổ điển, rất là lý. Tức là cái hai cái trước là đó, mình nói trước có một cái có đúng hoặc sai, thì mình ước lượng cái đúng hay sai đó, ông đúng hay sai đó, mình cố gắng trả lời câu hỏi là ước lượng đó. Mà bây giờ nó thì nó không thực sự có đúng hoặc sai, mà nó nói rằng là cái này đúng hay sai á, thì nó là một cái xác suất thôi. Nó hỏi là người ta sẽ không cố gắng nói là cái này đúng hay sai, mà cố gắng giải thích rằng là cái statement này đúng với bao nhiêu phần trăm. Ý của bây giờ nó khác với cái thống kê cổ điển ở chỗ là không có, người ta không có cái ground truth, có nghĩa là không có giá trị là đúng hoặc sai. Người ta chỉ muốn nói rằng là cái mình muốn ước lượng đó là có cái xác suất xảy ra, nó cũng có thể đúng và có thể sai, nhưng mà họ là đúng với xác suất bao nhiêu thôi. Nếu như mà nó đúng với số 99% thì mình sẽ tin tưởng hơn, nhưng mà nó vẫn có thể sai. Có nghĩa là không có một giá trị thật, mà nó là một cái distribution, đúng không? Cái sự khác biệt thôi. Thì đó chính là khác biệt. Thì ở đây cũng chính là vậy. Có nghĩa là delta này thay vì là có một giá trị delta star là truth mà mình muốn ước lượng, đúng không? Thì không, nó là cái distribution, đúng không? Và cái distribution đó nó thay đổi dựa vào dữ liệu. Đây tại sao? Bây giờ nói là đúng với xác suất bao nhiêu, đúng không? Nếu như bây giờ mình nhìn ra ngoài mình bắt đầu thu thập dữ liệu 1.000 người mà chỉ có một người chết vì vaccine, chết sau khi tiêm vaccine, đúng không? Thì mình nói là của nhưng gì cái này chắc là đúng với xác suất là 1/1000 thôi, đúng không? Mình thay đổi cái được đó, cái này tại vì nếu 1.000 người chết vaccine có một người chết thì mình đoán là cái này đúng với xác suất 1/1000 thôi, đúng không? Tức là cái ước lượng của mình. Vì giả sử đây là sau đó là cái cả triệu người có người chết vì tiêm vaccine thì mình đã thay đổi ý kiến về cái này, đúng không? Thì chắc là nó đúng nhưng mà nó phải xuất hiện 1/1000, có nghĩa là cái này nó thay đổi dựa vào cái dữ liệu mà mình thu thập được, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cái ý của bây giờ là vậy, nó không có đúng hoặc sai, nó không có ra truth, nhưng mà nó sẽ thay đổi với dữ liệu, với số lượng dữ liệu. Tôi đang nói vậy thì cái realness thì họ sẽ may là estimate cái giá trị delta star, đúng rồi. Còn trong bây thì không có cái delta star, mà mình cái mình muốn được cái người ta gọi là prior. Đây có hai đại lượng, một prior và posterior, nhưng mà mình start với posterior. Cái này chỉ là cái ước lượng mà mình muốn, có nghĩa là gì? Có nghĩa là xác suất của cái delta đó, cái distribution của delta. Nếu như mà mình đã thu thập đầy dữ liệu thì là ý này nè, có nghĩa là mình quan sát dữ liệu thì cái statement mà nó sẽ cái xác suất đúng nó sẽ thay đổi, đúng không? Nó là một xác suất thay đổi phụ thuộc vào số liệu data mình thu thập được. Thì đây chính là cái của xe này, chính là cái đó chính là cái mình muốn ước lượng. Prior là gì? Prior có nghĩa là không có data, đúng không? Cái này có data, data condition là data, data có nghĩa là cái xác suất của data given là mình đã quan sát được data. Ở trên này là xác suất của data mà không có data nào cả, cho nên người ta gọi là prior có nghĩa là cái mình tin là nó đúng trước khi quan sát data thôi. Bao nhiêu như là lúc đầu mình nghe là bác sĩ người ta nghi chết người hàng xóm mình, chắc là 50-50 mình không biết, và sau khi mình quan sát thấy 1.000.000 người chết, mình có 1 người chết thì mình cái thay đổi cái quan điểm là cái đó đúng mình chứ không mình đặt cái prior mình chính là cái trước khi mình có data và sau khi mình có data hơn. Thì cái công thức này chính là công thức base hồi nãy nè, đúng không? Thì hồi nãy công thức là như này khác hơn thế này, có nghĩa là cái quan điểm của mình về cái giá trị delta đó làm công thức base thì nó đến đây chỉ là công thức base thôi, thì nó chính là xác suất mà data given delta, cái này chính là ra cước công sản, có nghĩa xác suất delta xảy ra given delta cái model delta nhân với cái này là cái file chia cho cái xác suất delta
Nhưng mà công thức này nói rằng nó có sự liên kết giữa cái quả CR và cái là group function. Ok, có câu hỏi nào không? Để giữa cái biểu đề suy ra bây giờ không? Nên rõ chưa? Xin phép việc như này có một cái để xin mày là cái thay đa sao cái xin mày cái bì bì thay đa ha. Thì đại khái là cái hai cái chỗ là bởi đây mình có một cái distribution của data thì mình xây dựng interval phù hợp với distribution nó thấy là cái điều quan trọng sự khác biệt đó là chính là khi mình làm cái thông kê bay đó thì không có một cái ground truth là data star thôi, mà cái mình muốn là mình muốn hỏi rằng là cái data của mình, cái distribution cái data của mình là bao nhiêu sau khi mình xác định được. Alright. Như thầy nói là tất cả bài toán hiện nay là đều có người dùng frequentist và một người dùng Bayesian cả trăm đó. Cho nên thầy không biết có bài toán nào mà chỉ có thể dùng một method. Hiện nay là tất cả các bài toán hầu hết thầy nói 100% thì thầy không thể nói 100% được, nhưng mà hầu hết trước giờ thầy thấy là bài toán nào thầy làm thầy đã đọc sẽ có người làm với phương pháp frequentist, là một người thì quá một nhóm và một nhóm khác. Không, bài toán nào cũng có thể dùng frequentist, tại vì nó chính là hai method khác nhau và apply cho cùng một bài toán thôi. Nó giống như là giờ em hỏi là mình có thể trong trong toán nó có cái gì mà nó thấy là nó giống language term, có nghĩa là em có thể code bằng A hoặc là code bằng Python gì đó, có nghĩa là chỉ cần em biết code em có thể code cái em cần bằng A Python, cái này cũng vậy thôi, có nghĩa là giải đề toán này thì em có thể dùng A là phi công việc hoặc em dùng Python là để diện thôi. Nó là không, nhưng mà nếu mà đến với cái phương tiện Python thì cũng có một số cái các cái case là chỉ dùng cái mô hình rất đơn giản để giải quyết được cái kết quả. Không, ngay cả học máy cũng vậy, đều có thể làm bài bất kể bài toán nào này, in practice là đều có thể dùng hai method cả, nhưng mà mỗi method nó có điểm yếu và điểm mạnh, đúng không? Có nghĩa là mình không làm được không phải là method nó đưa dừng work, chỉ có cái là mình không thể làm được bởi vì có cái limit về mặt computational cost. Bayesian để giải thích là tại sao frequentist là nó gọi là classic, tại vì nó là một cái phương pháp tồn tại rất là lâu đời, bây giờ là gần đây mới có. Thực ra gần đây mới có mấy phát triển mạnh thôi, nó đã có từ thời 50 hay là trước đó nữa, nhưng mà trước đó bởi vì máy tính nó không đủ mạnh. Phương pháp này rồi sau này mọi người sẽ thấy đó là phương pháp này không tính một tay được, tức là nó cần phải dùng máy và nó cần phải máy mạnh. Thì sau này là giờ máy móc phát triển thì phương pháp này nó rất là cạnh tranh lên. Nhưng mà về in theory là đây là hai phương pháp có thể giải quyết cho mọi người. Thì có cái là mình có thể có đủ cái computer power để mình tính hay không, hoặc là mình có đủ hoặc là cái mô hình nó quá phức tạp để mình có thể apply hay không, nhưng mà phức tạp thì có nghĩa là mình không biết cái nào làm, nhưng mà về thực tế là nó cũng có cái result, chẳng qua là mình không tính được đó, chứ không phải là được. Nó là cái quan trọng nhất cái bài rất nhiều có đề đúng rồi em bị đánh được đúng rồi, nhưng mà ví dụ như có những trường hợp em thấy là em dùng cái bài thì nó không lợi được cái phương cái skill nó không có dùng được tham lính được hay là gì đó, nhưng mà nếu mà thôi mà đã đi theo thầy á là obviously về những tài sản thì là cũng không hẳn thời xưa thì đúng là vậy, nhưng mà gần đây là cái cờ là những cái younger generation là họ đã cả hai phương pháp và possible đáng hơn. Thế mà xin mình nhớ làm bảo thang hay gì đó. Đó là sao lúc nhìn và những khác nhau vậy đúng không? Alright, thì Sáng thì phải ở đây không? Thì có rồi, thì bây giờ mình ví dụ, ví dụ quá. Thì hồi xưa là khi máy tính chưa phát triển thì để tính thì mình phải tính cái gọi là posture là bằng tay. Thì khi mà tính bằng tay thì nó khó,
bởi vì là bằng tay thì nó cần phải công thức phải đẹp như thế nào mình tính được. Trong cho nên là người ta mới nghĩ ra một cái gọi là conjugate prior. Conjugate prior đó là biết, nhưng mà cái ý chính của nó là thế này, đó là cái prior knowledge là một cái mình chọn, đúng không? Có nghĩa là bởi vì mình không có dữ liệu cho nên mình có thể nói là đây chính là niềm tin của tôi về cái distribution của thằng data đó, đúng không? Mình có tin, tôi có thể tin 50-50, tôi có thể tin 100% không biết được. Rồi cái đó là cái belief của mình cho mình có thể chọn. Thì người ta nói là bởi vì vậy cho nên người ta mới abuse, người ta nói rằng là nếu tôi chọn cái prior theo một cái distribution hợp lý á, thì cái posterior nó cũng có distribution đó. Thì khi mà điều đó xảy ra, người ta gọi đó là conjugate prior, có nghĩa là prior mình chọn theo một cái distribution để mà cái phân phối, prior mình chọn cái phân phối sao cho cái posterior có cùng phân phối, thì như vậy thì nó dẫn đến là nó dễ cho mình tính toán một tay hơn, thì nó gọi là conjugate prior. Ví dụ đó là trong cái bài toán mà giả sử như là data của người Việt Nam đi, chúng ta ở Việt Nam có thì mà em bill nè, thì đây dễ sinh hoạt ra một đi, thì trong trường hợp này á là mình thấy rằng là gì, nếu mà mình chọn prior là một non là không có chuẩn luôn, thì dẫn đến là posterior cũng chính là không có chuẩn, rồi thì đó chính là cần conjugate prior, có nghĩa là cần conjugate prior là non một, chính là non một thôi đó. Thì hỏi làm sao đây, tính toán thì này, cái công thức normal tức là cái công thức e này, đúng không? Thì đây chính là cái function là mình đã viết ra rồi, đúng không? Còn trước y chang công thức này nó không gì khác là rồi đây để nhắc lại công thức là posterior này. Posterior nó chính là bằng prior, xin lỗi, posterior là bằng magnitude nhân cho prior chia cho py. Thì mình thấy rằng là py này đó là mình nhiều khi mình không quan tâm đến nó tại vì nó không có mu trong công thức, đúng không? Đây là distribution của mu, đúng không? Mình quan tâm cái distribution của mu nên thường chúng quan tâm cái chỗ nào có mu thôi. Cái này là những cái hằng số đối với distribution đó. Thì nếu mình nhìn công thức này thì nếu mà lại cái function của mình là normal, đúng không? Và cái mô hình mình chọn normal thì công thức normal chính là e mũ. Thì nếu prior mình cũng chọn là normal thì nó cũng là e mũ, thì dẫn đến là hai e mũ này thì nhân vô được với nhau thì nó thành e của cái tổng thôi. Cái ý là vậy. Thì khi e của tổng thì này, đúng không? Cái này chính là e của tổng. Thì mình mới biến đổi cái này vô thì mình thành, thì đại khái này hơi mát cho nên mình cũng không muốn đi quá nhiều, nhưng mà nó chỉ là e thôi. Thì ở đây mình thấy là mu đây có mu bình, đúng không? Mu bình này thì ở đây có mu, đúng không? Thì mình có thể viết như dạng thành là mình thu mu lại đây, còn đây là một hàng xóm có mu. Thì khi mình nhìn công thức này thì nó chính là công thức normal thôi, ý là vậy. Thì normal chẳng qua là e của mu trừ cái gì đó bình phương, ý là vậy. Thì khi mình có công thức như vậy thì mình biết này là cái thằng mu cái mình y, bởi vì nó công thức e mũ này cho nên nó là mình non một á. Ra câu hỏi gì nè, như vậy ví dụ thì thật ra đó là thì nó đây chỉ là tính toán tedious, tức là tính toán nó cũng không có gì quan trọng, nhưng mà ý chính là nếu như mình có normal distribution mình đặt prior cũng là không có chuẩn á, dẫn đến là posterior là không có chọn. Thì đây chính là một ví dụ điển hình của cái gọi là conjugate prior. Thì conjugate prior nó là chỉ là mình có thể tính nó bằng tay được thôi. Thì hồi xưa lúc mà máy tính chưa phát triển á, người ta chỉ làm duy nhất cách duy nhất người ta có thể làm bây giờ là dùng conjugate prior. Dẫn đến có một cái hướng nghiên cứu là người ta hỏi là cái distribution nào thì chọn ra là nào thì có thể tính bằng tay được. Nhưng mà dẫn đến nó rất là hạn chế, đúng không? Tại vì nó có những cái mô hình đặc biệt nó mới có thể có cái gọi là conjugate prior đây. Và cái thời điểm đó là cách đây khoảng năm mấy năm. Ừ, nhưng mà đại khái là người ta Bayesian là hoàn toàn bị áp đảo bởi phi một đầu với cái gọi là thống kê cổ điển, bởi vì là nó tính chỉ bằng tính bằng tay trong số lượng quyết định thôi. Thì lúc đó là hầu hết là cái trường thái thống kê cổ điển nó rất là phát triển. Nếu trường hợp mà có trường hợp là biết được là cái việc chọn là chia tay ra là có hợp lý không? Không hợp lý hay không trong cái bản nhân là tính được. Đúng rồi. Còn đương nhiên là bởi vì có những mô hình này là nói là nếu mình không cần có những mô hình đã để mà mình thấy nó hợp lý á, thì nó mình phải nó hơi phức tạp một tí, thì lúc đó có thể là mình không tìm được cái conjugate prior, thì đó là bình thường thôi, tại vì điều kiện là nó phải cùng distribution mà nó phải làm đó đó. Thì trong trường hợp đó thì mình không tính được tay, thì thời xưa không có máy móc thì có nghĩa là trường hợp nó không làm Bayesian được, không làm được bởi vì là không phải là nó không thể giải thấy được, chẳng qua là mình không tính được thôi. Nó vẫn có một cái distribution mình không tính được nó là distribution gì, nó gọi là hạn chế, không phải hạn chế của method mà hạn chế của bản thân mình tính được. Đó, thì thời xưa là bởi vì là không có máy móc cho nên là nếu mà chỉ tính bằng tay á, nên nhớ là thống kê cổ điển là mình có thể lấy đạo hàm, khảo sát hàm số, có những cái
có những cái phương pháp dễ dàng hơn để mình tìm được cái điểm thực tại để nó không bằng máy tính. Nhưng mà chỗ này để tính distribution này thì nó khó hơn, nên là nó rất là khó. Lúc mà máy tính chưa phát triển thì gần như ngành thống kê bị yếu thế hoàn toàn rất nhiều so với. Ý là nói là trước đó khoảng 5-6 năm. Mấy chục năm. Năm. Phần này là phần bản chính của bây giờ. Đúng là lúc bắt đầu á, là bây giờ là chỉ cần cố gắng tìm. Cái thời mà hồi đó lớp học là có những thầy nói rằng là cái thời xưa máy tính mà bự như cái phòng này, người ta vô mình phải nút tờ giấy vô, thì lúc đó gần như máy tính không có giúp mình nhiều được. Hoàn toàn tính bằng tay thôi. Thì tính bằng tay khảo sát hàm số nó chỉ dễ hơn cái này. Cái phòng này là cũng biết xưa. À thì bởi vậy cho nên đó là à thôi được. Vậy thì trước khi mình nghĩ thì ý chính nó là thế này, đó là bởi vì là không phải lúc nào mình cũng có thể tính được cái UK Play, là cho nên đó là mình cần phải dùng máy. Và bởi vì mình cần dùng máy cho nên dẫn đến nó có những cái phương pháp gọi là làm sao để mình có thể lấy dữ liệu từ cái quạt scale thôi. Thì đó chính là cái mà mình muốn đó mới chính là cái ý chính của buổi học hôm nay. Nhưng mà dù sao thì cũng là rất xa. Thì chiều mình sẽ học lên đến những cái phương pháp marketing và technical làm cách nào để mình có thể dùng máy tính để mà mình có thể học, tức là tìm hiểu về cái phần xử lý thì chiều nó sẽ bắt đầu. Nói chung là có một bạn năm 2 mới chán là thầy năm mới bị khai sáng đi, cái là mấy cái gai như định nghĩa này rất là dễ hiểu, được cái dùng để suy cái bây giờ. Có hỏi được em không? Cái gì mà tập tiếp là em xin xin. Đúng rồi, giờ thì cái đó thì người làm business thì người ta không muốn làm cái point estimate như vậy. Nhưng mà đương nhiên là có những người người ta không quan tâm, như thầy chẳng hạn, thì thầy mình muốn thì người ta vẫn có một cái gọi là maximum cost, gọi là maximum a cost scale, có nghĩa là cái distribution của cái gọi là cost scale distribution đó, thì người ta chọn cái điểm định cao nhất của nó như là cái estimate, đúng không? Thì nó gọi là max, thì nó cũng đại khái là giống như cái kia, nhưng mà nó là lấy cái điểm cao nhất của thằng cost scale distribution. Tụi em thấy là cái này rất khó, từ cost scale distribution mình không tính được mà đây một cái điểm maximum của nó đó, quá dễ. Còn em thực ra thì không nhớ, nhưng mà giống như là hình như là beta gamma rồi mấy cái giống vậy, nó cũng ít à, nó không có gì. Thực ra là thầy không nhớ rõ chưa bao giờ, nhưng mà đại khái là nếu học đó thì sẽ người ta sẽ có list một cái bảng những cái mà trước giờ ta tìm được, như là beta gamma, đúng rồi đó, hoặc là nhưng mà đại khái có rồi. Hỏi đi ạ. Cái đó là đường, cái đó là thường là không ai làm như vậy cả. Luôn luôn mình bắt đầu bằng cái model hợp lý. Và khi mình đã có một model hợp lý là mình bị cái lãi suất công sở của mình bị fix cái distribution đó rồi. Thì lúc đó mình sẽ chọn cái buyer sao cho nó kết hợp cái distribution đó để ra một cái conjugate buyer. Chứ không có chuyện là mình, cho nên thường là chỉ có một option như thôi, không có chuyện là mình chọn hai option để mà so sánh đâu. Đúng này, model là mình thường á là mình nên dựa vào knowledge domain để mình build cái model mà mình cảm thấy hợp lý nhất, mình tin tưởng là nó đúng nhất. Thì đó như hồi nãy các em nhỏ đó là mình phải build cái model mình tin tưởng nhất, thì dựa trên model đó mình mới make inference. Thế họ đều cái khoa của những người ứng viên họ nói là rất là khó, đúng không? Đúng, em có thể có bạn hỏi Lâm là theo em hiểu là ngoài đó, tức là ngoài đó
người ta biết được này khác nhau, đúng rồi, có sự lượng khác nhau, đúng rồi. Thì như vậy là giả sử có hai chúng ta có hai cái lựa chọn để biết cái nào sẽ tốt hơn, đúng rồi. Thì cái đó cũng là câu hỏi hay. Prior là self belief, có nghĩa là mình nên chọn cái nào mà mình tin tưởng nhất, giống như model vậy đó. Đó. Nhưng lý thuyết nói rằng nếu số liệu data của mình tiến ra vô cùng thì cho dù mình chọn prior nào, quá sĩ là nó theo từ một distribution. Bởi vì mới nói cái quan trọng của lý thuyết là khi mình hiểu lý thuyết thì mình sẽ thấy rằng là những câu hỏi đó nó cũng nó thực ra là prior thì không thể visualize được tại vì không có data. Nhưng mà thường á là make sense nhất mà mọi người tin tưởng nhất đó chính là mình chọn prior mà không có, nó gọi là non informative prior, nghĩa là chọn prior sao cho nó không favor bất kỳ một distribution nào. Ví dụ như là chọn uniform distribution mà không chọn uniform thì nó gọi là non informative, hoặc là em chọn normal nhưng mà cái variance rất bự thì thường như vậy là nó dễ convince tất cả mọi người hơn. Cái thứ hai á là em có thể chọn prior là cái distribution của một nghiên cứu trước. Ví dụ như là em nghiên cứu về chiều cao trung bình của người Việt Nam, nhưng mà đã có nghiên cứu về chiều cao trung bình của người trên toàn thế giới rồi, em nói à vậy thì cái prior của tôi sẽ là cái distribution của người chiều cao trung bình của người toàn thế giới, sau đó em mới lấy data của người Việt Nam vô, thì tức là em phải bảo vệ cái self belief của mình nó không có đúng hay sai. Cũng không đúng nữa. Bây giờ thì là data bao nhiêu cũng có thể làm được. Không đúng. Tại vì frequency là nếu data lớn thì nó sẽ hội tụ về một điểm, còn Bayesian là nếu data lớn thì cái distribution nó càng ngày càng hẹp về một giá trị. Còn nếu mà data bự thì cái distribution có thể nó bự thế này. Nó nói chung là không phải không có cái gì favor hơn. Em sẽ favor phương pháp Bayesian hơn nếu như em có một cái prior, có một cái em có tin được một cái prior nào đó. Có nghĩa là prior thường có một nghĩa nào đó nó gọi là historical knowledge. Có nghĩa là khi mà em dùng phương pháp cổ điển đó là em không thể dùng được những cái gọi là historical knowledge, đúng không? Tức là giống như em nghĩ rằng là cái bệnh này xác suất chết là hơn 50% rồi, thì nếu em dùng phương pháp toán cổ điển em không thể kết hợp cái kiến thức đó vô được. Nhưng mà nếu em dùng Bayesian thì em có thể kết hợp kiến thức đó vô trong cái bệnh này, thì thường Bayesian nó sẽ có favor chỗ đó. Thế trong chuyện này sẽ nói tiếp trong câu chuyện.